xin chào, quý vị khán giả đang quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của giải đấu APL 2022 trên các kênh sóng trực tiếp của Ghana Liên Quân Mobile. Hương Ly rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong 20 phút của chuyên mục Chất Giờ Cuồng Nhiệt. Quý vị khán giả thân mến, với 20 phút mỗi ngày trước giờ thi đấu, quý khán giả có thể nắm rõ được tất cả những thông tin kết quả đã diễn ra cũng như những luồng tin tức cập nhật mới nhất xoay quanh giải đấu. Và nếu quý vị thực sự quan tâm tới những điều này thì hãy ghi nhớ lịch phát sóng của chúng tôi để chúng ta luôn có được một góc nhìn chuyên sâu nhé. Và đồng hành cùng Lily trong bàn phân tích lần này, xin được giới thiệu hai bình luận viên quen thuộc, đó là anh Hồng Quân và anh Anh Dũng. Trước khi đến với những diễn biến tếp theo của ngày thi đấu hôm nay, chúng ta hãy cùng tổng kết quả thi đấu của ngày thi đấu hôm qua. Xin mời. Ngày hôm qua là một ngày thi đấu có tới 3 trên 4 trận đấu kết thúc với tỷ số là 3-0. Đó là những chiến thắng của Buram United Esports, Flash World và Mad Team trước các đại diện đến từ giải đấu ESL Indonesia. Còn ở trong trận đấu giữa hai đội tuyển KFC Talon và Box Gaming ở bảng đấu tử thần thì đại diện đến từ giải đấu APL Thái Lan là Talon đã có thêm một thắng lợi 3-1 nữa trước Box Gaming để duy trì vị trí dẫn đầu của mình tại bảng đấu này. Dù có được một ván đấu sau 4 ván thua liên tiếp nhưng ngày hôm qua chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về đại diện của giải đấu APL. Và sau ngày hôm qua anh Dũng cũng là người đã trực tiếp bình luận trận đó, thì anh có thể đánh giá một cách khách quan nhất liệu Box Gaming họ có thực sự đang thi đấu đúng với phong độ mà họ đang có hay không? Một cách khách quan thì nếu như so với phong độ của Box Gaming tại đấu trường danh vọng mùa giải vừa qua thì ở khía cạnh của họ có lẽ là họ cũng đã cố gắng làm tốt nhất những gì mà mình có theo đúng phong độ rồi. Chúng ta thấy rằng là xuyên suốt hai trận thua trước các đại diện tại bảng đấu tử thần là Bikertopia Esports và KFC Talon thì Box Gaming đã thử làm rất nhiều thứ. Họ có thử nghiệm việc sử dụng lối chơi sở trường của mình thường sử dụng tại đấu trường quốc nội. Họ cũng đã có thử nghiệm với những phương án dị được huấn luyện viên Ueki đưa ra, chẳng hạn như là Ata thi đấu ở đường tạt tấn Seja nằm trong tay của Kuga. Và đến khi mọi thứ không hiệu quả, khi lựa chọn những chất tướng không thật sự quá mạnh ở trong giai đoạn đầu và giữa, thì Box Gaming cũng đã thay đổi, pick những tướng có sự chủ động cao hơn để có thể đem đến cho mình những kết quả tốt hơn ở trong giai đoạn đầu. Nhưng chừng ấy những sự nỗ lực của bên phía Box Gaming vẫn là chưa đủ khi mà những đối thủ của họ là quá mạnh. KFC Talon là một đội tuyển đã khẳng định được đẳng cấp ở trên đấu trường quốc tế. Họ đã từng lên ngôi vô địch thế giới, họ đã từng dành cho mình tấm huy chương vàng SEA Games. Còn Bikertopia Esports thì họ lại là một tập thể trẻ có kỹ năng rất cao. Họ cũng đã có một kỳ thi đấu quốc tế gần nhất để lại nhiều ấn tượng. Họ lại vừa vô địch giải đấu quốc nội GCS nữa. Và hai đối thủ này đã khiến cho Box Gaming có cảm giác bị hơi ao trình một chút. Và mặc dù đã nỗ lực hết sức nhưng thành quả vẫn chưa đến với Box Gaming khi mà thế trận là quá khó khăn, đối thủ là quá khó nhằn. Hai từ đẳng cấp là hai yếu tố tố chất mà hai đối thủ của họ phải gặp ở bảng đấu này đều sở hữu. Còn riêng Box Gaming thì chúng ta vẫn chưa tìm thấy điều đó ở những khuôn mặt và những tuổi trẻ, những thành viên mà còn vô cùng trẻ tuổi như thế này. Và ngày hôm qua dạo quanh một vòng ở trên mạng xã hội thì tôi cũng đã có nhìn thấy được một số động thái của các tuyển thủ tới từ Box Gaming. Ngay bây giờ sẽ cùng khán giả nhìn qua về status của Daim, đó là muốn đi đâu đó thật xa. Bên cạnh đó thì Liên Quân Box Gaming fanpage của đội tuyển này cũng đã có một dòng trạng thái thế mới gọi là bảng tử thần đấy các bạn. Dựa vào dòng trạng thái mà Daim đã đăng ngày hôm qua thì chúng ta có thể hiểu rằng chính những người trong cuộc họ cũng cảm thấy rất thất vọng với màn thể hiện của họ qua 2 ngày thi đấu đầu tiên. Nhìn những phản ứng như thế này trong thời gian mà còn đang thi đấu thì có lẽ là anh Quân, anh có cảm thấy lo lắng giống như tôi cũng như là những fan hâm mộ của Box Gaming hay không? Tôi vừa cảm thấy lo lắng và cũng cảm thấy buồn cho cá nhân Daim cũng như là đội tuyển Box Gaming, bởi vì là đội tuyển Box Gaming ở trong giải đấu quốc nội của chúng ta thì đã có một giai đoạn lượt đi rất bùng nổ, đứng ở vị trí dẫn đầu. Đến giai đoạn lượt về thì họ cũng thi đấu khá xuất sắc để cuối cùng có được vị trí thứ 3 chung cuộc của giải đấu AOG của chúng ta. Và khi mà Box Gaming bị rơi vào một cái bảng tử thần với đội tuyển KFC Talon cũng như là Bikertopia Esports thì đúng là cái sự kỳ vọng vào Box Gaming không phải là quá nhiều, nhưng Box Gaming vẫn là một đại diện của Việt Nam và chúng ta vẫn sẽ có một chút gì đấy hy vọng rằng là Box Gaming có thể làm nên một cái điều đặc biệt gì đó ở trong bảng tử thần này. Nhưng cuối cùng thì cái kết quả nó lại không được như mong đợi khi đội tuyển Box Gaming đấu với cả KFC Talon, đấu với cả Bikertopia Esports thì dường như là họ đang bị dưới một bậc về mặt đẳng cấp với cả hai đội tuyển trên. Và với kết quả không được thuận lợi như vậy thì rõ ràng là Daim
là một người có lẽ là buồn nhất ở trong đội tuyển Box Gaming, bởi vì anh ta là người được kỳ vọng là sẽ thủ số 1 của đội tuyển Box Gaming, là người gánh team bậc nhất của đội tuyển này, thì lại không thể hiện được đúng với những gì mà mình đang có ở thời điểm hiện tại. Và rõ ràng là Box Gaming cũng như Daim sẽ rất cần những cái lời động viên của các bạn khán giả cũng như là chúng ta để họ thi đấu tốt nhất ở trong giai đoạn lượt về của bảng tử thần này. Và dù kết quả có ra sao thì Box Gaming cũng đã nỗ lực hết sức mình rồi. Ngoại trừ Daim thì ngày hôm qua một nhân vật mà cũng khán giả cũng nhắc tới khá nhiều, đó là phong độ của NTGG. Thì anh Dũng có thể đưa ra một số lời nhận xét cho NTGG trong ngày thi đấu hôm qua được không? Rõ ràng là một màn trình diễn như của NTGG trong ngày hôm qua thì chúng ta không thể sử dụng những từ ngữ ấn tượng được, khi mà người đi đường giữa của đội tuyển Box Gaming đã bị khai thác rất nhiều bởi đối thủ là đội tuyển KFC Talon. Cũng có những lý do để thông cảm dành cho NTGG khi đây mới là lần đầu tiên mà người chơi đường giữa của đội tuyển Box Gaming có mặt tại một kỳ thi đấu quốc tế, và những người đồng đội bên cạnh NTGG cũng không phải là có quá nhiều kinh nghiệm để có thể chia sẻ và dìu dắt tuyển thủ này vượt qua được những chướng ngại về mặt tâm lý đó. Và cộng thêm với một thế trận khó cũng như là những đối thủ quá mạnh tại bảng thi đấu tử thần, có thể nó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho NTGG thi đấu chưa được thành công. Nhưng dù sao thì ở trong bối cảnh để thua nhiều như vậy thì NTGG cũng có được cho mình một danh hiệu MVP với vị tướng Nhuê, để phần nào đó tôi nghĩ rằng là trong một kỳ thi đấu quốc tế đầu tiên thì có lẽ đó cũng là kỷ niệm để NTGG lưu giữ lại cũng như là nỗ lực hơn trong những trận thi đấu tiếp theo tại giải đấu lần này, cũng như là nếu như tại giải đấu lần này không thể vượt qua được giai đoạn vòng bảng thì đến các giải thi đấu quốc tế lần sau thì NTGG nói riêng cũng như là tập thể Box Gaming nói chung sẽ có thể có được những sự tiến bộ để đem đến một màn trình diễn khởi sắc hơn. Tôi đồng ý với ý kiến của anh Dũng, bởi sự thất bại của một đội tuyển nó không nằm ở bất kỳ một cá nhân nào cả, mà nó là sự phối hợp của cả một tập thể. Và chúng ta vẫn có thể mong chờ Box Gaming ở lượt về, mặc dù nó sẽ hơi xa vời một chút. Vâng, và kết ngày thi đấu, sau ngày thi đấu hôm qua thì chúng ta đã kết thúc lượt đi. Và ngay bây giờ hãy cùng Lily nhìn lại bảng xếp hạng sau khi lượt đi kết thúc. Xin mời. Chúng ta đang có kết quả là các đại diện đến từ giải đấu APL Thái Lan, KFC Talon, Buram United Esports và Bacon Time đều đang dẫn đầu ở bảng đấu của họ, đó là bảng A, bảng C và bảng D. Ở bảng B thì Mad Team cũng đang dẫn đầu và có khoảng cách một điểm trước đội tuyển Sài Gòn Phantom. Nhưng ở bảng đấu này thì đại diện đến từ giải đấu AOG Việt Nam là Sài Gòn Phantom sẽ có cơ hội để có thể vượt qua Mad Team ở trong ngày hôm nay. Vâng, kết thúc lượt đi thì ba đại diện của khu vực ASL chưa có được điểm số nào, và thậm chí là Box Gaming họ cũng đang nằm ở trong vòng vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ Box Gaming thì hai đại diện còn lại của khu vực giải đấu AOG, đó là VGaming và VGaming và Sài Gòn Phantom, thì họ đang có một cái thế khá là được ưu ái, bởi trong cái bảng đấu của họ đều có đại diện tới từ Indonesia, và hai đại diện đó thì đều gần như là không có sức bật với các đội tuyển của chúng ta. Chúng ta có thể nói một chút, đó là ở thời điểm hiện tại VGaming cũng như Sài Gòn Phantom được phép vấp ngã một chút cũng được, tức là chúng ta có thể kỳ vọng một cái sự bất ngờ ở giai đoạn vòng trong của VGaming cũng như Sài Gòn Phantom, đúng không anh Hồng Quân? Đúng rồi, như vậy trong mùa giải APL 2022 năm nay thì tôi cảm giác rằng là những đội tuyển tới từ cả ba khu vực AOG, APL Thái Lan và GZ Đài Bắc Trung Hoa đều có cái thực lực cũng khá là cân bằng với nhau. Chính vì vậy là kể cả cho ở bảng B và bảng C, đội tuyển VGaming cũng như là Sài Gòn Phantom có không thể vào vòng trong với vị trí dẫn đầu thì cũng không sao cả, bởi vì là cái cách mà VGaming cũng như là Sài Gòn Phantom thể hiện trước Mad Team và Buriram thì là một cái sự cân bằng. Họ thua bởi khoảnh khắc, họ thua bởi một vài yếu tố về ban pick cũng như là về phối hợp teamwork di chuyển mà thôi. Chính vì vậy là chúng ta cũng sẽ mong chờ rằng ở lượt về này thì Sài Gòn Phantom cũng như là VGaming sẽ nỗ lực hết sức mình để cố gắng giành được chiến thắng trước hai đại diện trên, cùng với đó là giành được ngôi vị nhất bảng. Nhưng nếu không được thì cũng không sao cả. Nếu không được thì cũng không sao. Và hãy cùng hướng tới tương lai ngày thi đấu hôm nay cùng với lịch thi đấu. Xin mời. Vâng, ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có tổng cộng đó là 4 trận BO5 được diễn ra vào khung giờ 12 giờ. Ngay bây giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Bacon Time và DG Esports. Ở khung giờ thứ hai là lúc 14:30 sẽ là cuộc đụng độ giữa KFC Talon và Bikertopia Esports, một trận đấu tâm điểm để quyết định ngôi vị nhất bảng của bảng đấu A. Còn ở khung giờ 17 giờ sẽ là cuộc đụng độ giữa Sài Gòn Phantom và Mad Team. Đây sẽ là cơ hội để cho những bóng ma Sài Thành có thể trả lại mối thủ ở lượt đi với đội tuyển Mad Team. Và ở trong trận đấu cuối cùng lúc 19:30
VGaming sẽ có cơ hội để tiếp tục có thêm điểm số ở bảng C của mình với cuộc đụng độ với các đội tuyển DayOne Youth Esports. Không biết là hai bình luận viên có nhìn ra một điều trùng hợp ở đây hay không khi mà lịch thi đấu của chúng ta ngày hôm nay giống hệt với ngày khai mạc của chúng ta. Và trong ngày khai mạc thì cặp đấu giữa Bikertopia và KFC Talon, họ đã cống hiến cho khán giả 4 tiếng thi đấu liên tục đầy căng thẳng. Và những ván thi đấu đó đều là những ván thi đấu rất nặng về tính chuyên môn rất cao tới từ hai đội tuyển này. Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta có thể hy vọng là một ngày thi đấu mãn nhãn cho quý vị khán giả, đúng không anh Dũng? Tôi hy vọng sự mãn nhãn, căng thẳng và kịch tính ở trong giai đoạn lượt đi thì nó vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên thì kết quả thì nó có thể thay đổi đi một chút, đặc biệt là ở trong trận đấu giữa Sài Gòn Phantom cùng với Mẹ Tim. Rất mong rằng là những bóng ma Sài Thành có thể trả được món nợ đã vay trước đội tuyển Mẹ Tim ở trong giai đoạn lượt đi và qua đó thì vươn lên dẫn đầu ở bảng của mình. Và ngày hôm nay cùng với lịch thi đấu như thế này thì Ly có đưa tới cho hai bình luận viên một con số ấn tượng giống như các chuyên mục trước, đó là con số 9 ạ. Không biết hai bình luận viên có dự đoán ra điều gì với con số 9 này không? Tôi rất thích con số này. Ở trong thần số học thì số 9 là số may mắn của tôi, nhưng quả thật là tôi cũng chưa đoán ra ý nghĩa con số 9 mà Lily đem đến trên trước giờ cuồng nhiệt ngày hôm nay. Với con số 9 thì tôi dự đoán thì đây có thể là một cái điểm gì đó như là điểm MVP, điểm K-Day hoặc thậm chí là số lần đạt MVP chẳng hạn. Đấy, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và số 9 ở những môn thể thao khác thường là kiểu số của tiền đạo ấy, số người chơi trung phong. Và có thể đây sẽ là con số dành cho một tuyển thủ nào đó chơi ở mặt trận tấn công thì phải. Đúng là như vậy, anh Quân có một dự đoán chính xác. Và chính xác hơn thì là Maris đang là người chơi giữ điểm KDA và MVP trung bình cao nhất, lần lượt là 9.75 KDA và 9.83 điểm MVP. Maris ở trong trận thi đấu với Buriam, chúng ta nhìn thấy được là Nunu cũng là một đối thủ vô cùng nặng ký, nhưng rồi thì thông số của Maris lại là ấn tượng hơn. Đây có lẽ là một điều tích cực để cho Maris tự tin ở trong trận tái đấu vào ngày mai, đúng không anh Dũng? Đúng là đây sẽ là những thứ để giúp cho cá nhân Maris nói riêng cũng như là VGaming có thể tự tin khi mà những thông số của FMVP AIC 2022 đang là rất tốt. Kể từ khi thất bại trước chính Nunu và Buriam United Esports tại AIC 2021 trong trận chung kết thì cá nhân Maris cũng đã được thúc đẩy rất nhiều để vươn lên, và giờ đây Maris đang chứng tỏ mình ngày càng hoàn thiện hơn tại khu vực đường giữa. Nhưng cũng kể từ khi mà Maris xoay chuyển lối chơi để có cho mình được lượng sát thương đầu ra, gánh đội ở trong tập thể của VGaming cũng như là để đạt được những thông số ấn tượng như là điểm MVP cũng như là KDA trung bình cao như thế này, thì Maris cũng đã phải hy sinh ít nhiều đi những khoảnh khắc đột biến của mình. Thay vì chủ động make play thì Maris sẽ cố gắng để có thể giữ vị trí và đảm bảo nguồn sát thương đầu ra là ổn nhất. Và điều đó đã dẫn đến việc mặc dù trong cuộc đối đầu với Buriam United Esports tại vòng bảng vừa qua thì Maris như Ly chia sẻ có chỉ số cao hơn so với Nunu. Tuy nhiên những khoảnh khắc then chốt, những khoảnh khắc đem về sự khác biệt cũng như là những khoảnh khắc đem về chiến thắng thì Nunu vẫn làm tốt hơn so với Maris ở trong ngày hôm đó với nhiều khoảnh khắc hơn, và đã giúp cho Buriam có được một màn lội ngược dòng với tỷ số là 3-2. Thì tôi hy vọng rằng là trận thua đó cũng như là việc nhìn thấy Nunu có nhiều khoảnh khắc như vậy nó cũng sẽ lại tiếp tục thúc đẩy Maris, sẽ lại tiếp tục kích thích Maris có thêm những sự bứt phá nữa ở trong lối chơi của mình, để bên cạnh những thông số đẹp, bên cạnh khả năng giữ vị trí và nguồn sát thương đầu ra là vô cùng dồi dào thuộc dạng lớn nhất giải đấu với những con số 9 rất cao như vậy, thì Maris sẽ tiếp tục có thêm cả những tình huống make play, những tình huống tạo đột biến, những tình huống highlight đẹp mắt, và để con số 9 đó sẽ biến thành con số 10, và qua đó thì FMVP của AIC 2022 của chúng ta có thể đả bại được Nunu và những người đồng đội ở trong trận đấu sắp tới ở giai đoạn lượt về, cũng như là đả bại những đối thủ mạnh trên đấu trường APL 2022 trong hành trình chinh phục ngôi vương của một giải đấu quốc tế nữa. Vâng, ngày hôm nay thì Maris cũng sẽ ra quân nhưng đối thủ của họ là DayOne, một đối thủ mà chúng ta cũng đã biết là từ trước thì Maris đối diện với họ cũng không cần dùng quá nhiều kỹ năng cũng như là các bài đánh mới, mà thay vào đó là một sự đánh tròn vai của Maris mà thôi. Ngày hôm nay tâm điểm nó không nằm ở VGaming mà nó nằm ở trận đấu giữa Sài Gòn Phantom và Mẹ Tim. Hai bình luận viên có thể đưa ra một chút nhận định đánh giá về hai đội tuyển này chi tiết hơn và một tỷ số được không ạ? Với tôi thì đội tuyển Mẹ Tim ở trong một giải năm nay khá ghê gớm, bởi vì là
Ở bên cạnh phong độ xuất sắc của Nain thì những thành viên khác, những thành viên vừa có kinh nghiệm vừa trẻ tuổi của bên phía đội tuyển Mẹ Tim cũng đã có mặt cực kỳ xuất sắc ở trong những trận đấu đầu tiên của giải đấu APL năm nay. Xã thủ Yue của đội tuyển Mẹ Tim mặc dù mới chỉ đánh cho đội tuyển này đúng một mùa giải quốc nội GCS Đài Bắc Trung Hoa thôi, nhưng cho tới thời hiện tại thì Yue ngày hôm trước đã có thêm 2 điểm MVP và anh ta cũng đã có những cái mặt thể cực kỳ xuất sắc với những vị tướng xạ thủ thuộc meta. Bên cạnh đó thì với những con người có kinh nghiệm như là Kawhi, như là Cucu thì đội tuyển Mẹ Tim thực sự là một đối thủ rất là đáng gờm ở trong mùa giải năm nay. Và nhìn vào cái cách đội tuyển Mẹ Tim đả bại Sài Gòn Atom thì chứng tỏ rằng là họ đã chuẩn bị cực kỳ nhiều bài đánh chất lượng để có thể là khiến cho đương kim vô địch của chúng ta bị đả bại ở trong trận đấu lượt đi. Nhưng ở giai đoạn lượt về này thì tôi có niềm tin rằng là Sài Gòn Atom khi họ đã nhận ra được cái sức mạnh của đối thủ của mình rồi, họ sẽ có những cái sự chuẩn bị về bài đánh chiến thuật cũng như là chuẩn bị tâm lý cho các tuyển thủ một cách chuẩn xác hơn, để khi đó thì đội tuyển Sài Gòn Tôm có thể là giành chiến thắng ở trong trận lượt về. Tôi muốn bổ sung thêm một chút, đó là ngày hôm qua trong trận đấu giữa Mẹ Tim cùng với Argento, một đại diện đến từ giải đấu ESL Indonesia, thì rõ ràng chúng ta cũng thấy Mẹ Tim không phải là một đội tuyển hoàn hảo ở thời điểm này. Họ chỉ là hạt giống số 3 của giải đấu GCS mà thôi, và dù vượt qua nhà đứng kim vô địch của AOG Sài Gòn Tôm ở trong trận đấu mở màn, nhưng đó là trận đấu đầu tiên khi mà mọi thứ còn chưa nóng máy, khi mà mọi thứ còn chưa được định hình. Và vì vậy trong ngày hôm nay khi Sài Gòn Tôm đã có thêm thời gian theo dõi đội tuyển Mẹ Tim thi đấu, cũng như họ cũng đã có thêm thời gian để chuẩn bị cho trận đấu lượt về, cũng như là chuẩn bị cho những diễn biến trong phần còn lại của giải đấu APL được diễn ra trên sân nhà, thì tôi hy vọng Sài Gòn Tôm sẽ có thể thay đổi kết quả ở trong trận đấu lượt đi. Đặc biệt là khi mà ở trong trận đấu lượt đi chúng ta thấy rằng tỷ số là 3-2, nhưng Sài Gòn Tôm mới là đội tuyển dẫn trước, và ở trong tất cả các ván đấu, kể cả là 3 ván thua, thì ván đấu nào Sài Gòn Tôm cũng có cửa thắng cả, cũng có cơ hội thắng cả. Và điều đó sẽ càng củng cố niềm tin hơn dành cho tôi về một kết quả tích cực dành cho những bóng ma Sài Thành trong ngày hôm nay. Hy vọng là Lai Bâng sẽ có thể vượt qua Nain và những người đồng đội. Vâng, tôi thì lại hy vọng là sẽ có một ngày thi đấu máu lửa cũng như là nặng tính chuyên môn cao, bởi vì ngày hôm trước chúng ta chứng kiến hai đội tuyển này đánh với nhau thì tim của tôi cũng đập thình thịch. Tôi rất thích cái cảm giác đấy. Và ngoài cái cặp đối đầu giữa Sài Gòn Phantom và Mẹ Tim sẽ diễn ra lúc 17 giờ, chúng ta sẽ có một trận cũng nặng nữa, đó là KFC Talon và Biker Topia. Thì anh Hồng Quân, anh có thể nhận định qua một chút về cặp đối đầu này được không? Với cuộc đối đầu này thì tôi lại nghĩ rằng đội tuyển Biker Topia Esports có thể làm nên một điều gì đó ở trong ngày thi đấu hôm nay. Bởi vì là ở trong trận đấu đầu tiên giữa cái đội tuyển này thì đội tuyển Biker Topia Esports mới đến với cả giải đấu và cái tâm lý thi đấu quốc tế của họ thì chắc chắn là không bằng được so với cả đội tuyển KFC Talon rồi. Nhưng sau trận đối đầu mà đội tuyển Biker Topia Esports đả bại đội tuyển Boxing Minh với tỷ số 3-0 thì tôi nghĩ rằng là họ đã bắt đầu lấy lại được cái tinh thần và bắt đầu lấy lại được cái sự ổn định mà tâm lý của mình rồi. Chính vì vậy ở trong ngày thi đấu hôm nay thì tôi nghĩ rằng là đại diện đương kim vô địch của giải đấu GCS Đài Bắc Trung Hoa sẽ có thể là làm nên một cái điều gì đó đặc biệt trước đội tuyển KFC Talon, bởi vì tôi thấy rằng là KFC Talon khi mà đánh với Boxing Minh thì vẫn gặp phải những cái lỗi nhất định gì đó, đặc biệt là trong cái ván mà đội tuyển KFC Talon để thua trước đội tuyển Boxing Minh, và như vậy thì đây có thể là cơ sở để cho đội tuyển Biker Topia khai thác được, và tôi cũng dự đoán rằng là Biker Topia Esports sẽ chiến thắng nhưng với một cái kết quả có lẽ là xích sao thôi, chắc là 3-2 dành cho Biker Topia. Thế còn anh Dũng ạ? Cá nhân tôi thì tôi vẫn khá tin tưởng vào đội tuyển KFC Talon. Có lẽ là những ấn tượng mà đội tuyển này tạo ra đối với cá nhân tôi khi gặp họ trực tiếp tại Việt Nam, đây đã là lần thứ 2 ở trong năm 2022 rồi. Lần trước là ở tại trung tâm hội nghị quốc gia tại SEA Games, và dù là ở một sân khấu với hàng ngàn khán giả Việt Nam hay là tại studio thi đấu ở trong mùa giải APL 2022 này, thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy những nét mặt cực kỳ tự tin, luôn luôn nhìn thấy những nét mặt cực kỳ tự tin đến từ các tuyển thủ của KFC Talon, dẫu cho họ phải trải qua bất kỳ một hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Cộng thêm vào đó là về chuyên môn thì đội tuyển này có sự giao thoa giữa kỹ năng cao của những tuyển thủ Thái Lan và cả một huấn luyện viên người Đài Bắc Trung Hoa đã đem đến những yếu tố tích cực dành cho họ là Linh Cu. Và với những sự am hiểu về giải đấu GCS thì tôi nghĩ rằng là huấn luyện viên này vẫn đủ độ uy tín để giúp cho KFC Talon có thể đả bại Biker Topia Esports thêm một lần nữa, và qua đó khẳng định vị thế ứng viên của họ tại giải đấu quốc tế lần này. Có thể là tại giải đấu quốc nội họ chỉ về thứ 3, nhưng không có bất kỳ một cái tên nào trên đấu trường quốc tế được xem nhẹ KFC Talon khi gặp đội tuyển này tại một giải đấu quốc tế cả. Vâng, qua hai sự dự đoán của hai bình luận viên thì chúng ta cũng biết được là hai cái đối thủ này thực sự là
1-9-10 cũng không thể đoán được, bởi ở trong cái meta hiện tại thì nó còn phụ thuộc vào bài đánh, phụ thuộc vào chiến thuật nữa. Có những đội tuyển mà đến tận ngày thi đấu cuối cùng, ngày thi đấu tập luyện cuối cùng họ mới đưa ra những cái bài đánh mà khiến cho các đội tuyển khác vô cùng bất ngờ. Và trận đấu giữa KFC Talon và Bay Cotovia sẽ diễn ra lúc 14:30. Còn ngay bây giờ thì sẽ là cặp đấu đầu tiên mở màn nóng tay cho các tuyển thủ, đó là giữa Bacon Time và DG. Ngay bây giờ sẽ phần cấm chọn cùng với game thi đấu đầu tiên với hai bình luận viên. Xin mời. Limits. They exist in all shapes and forms. They stand in our way of reaching the best version of ourselves. Space. When your freedom is restricted and you simply always feel inadequate. It can be the limit of our tolerance when your whole body just has to scream stop. It can be that feeling of being powerless when the word defeat fills the screen and you can do nothing about it. Age, mentality, passion. Anything can be your limits. It might just be our expiring ambitions. You can't celebrate. You can be proud simply because you tried your best. And the result will always stay the same. It's just your limit. It's all good. Everyone has their own limits. You can't break them. If you accept that this is where you stop, then this is the end. Limits exist for us to say no. They exist to be denied. If anything tries to stop you, your job is to keep going. Never stop. There will be no wrong paths. There will be no wrong ways. There will be no wrong decisions. Our choices will always be right. Because now we have no limits. Xin chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với giải đấu quốc tế APL 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Một mùa giải đang diễn ra cực kỳ bùng nổ với giai đoạn lượt đi đã kết thúc và chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới giai đoạn lượt về của vòng bảng. Và ở trong trận đấu đầu tiên này sẽ là cuộc đụng độ giữa hai đối thủ của bảng D, Bacon Time và DG Esports tới từ giải đấu ASL Indonesia. Và rõ ràng đây sẽ là một cơ hội để cho đội tuyển Bacon Time có thêm những điểm số quan trọng và hướng tới ngôi vị nhất bảng này.
Chắc chắn là như vậy khi mà đại diện đương kim vô địch của giải đấu APL Bacon Time ngày hôm trước đã có một thắng lợi 3-2 để tạm thời giữ vị trí dẫn đầu sau khi đã vượt qua đại diện mạnh ở trong bảng đấu của họ, đó là Flashwap đến từ giải đấu GCS. Còn đối với DG Esports thì đây là hạt giống số 3 của giải đấu ASL Indonesia, và rõ ràng là thực lực và đẳng cấp của họ chênh lệch rất nhiều so với hai cái tên còn lại ở trong bảng đấu của mình. Vâng, và phải nói rằng là đội tuyển Bacon Time đang có một mùa giải APL rất tốt khi mà họ đã chứng minh được cái phong độ của mình trước hạt giống số 2 của khu vực của giải đấu GCS để bắt Trung Hoa, đó là đội tuyển Flash Group, một đối thủ được đánh giá là rất mạnh ở trong APL năm nay bởi các đội tuyển khác sau quãng thời gian training rất là khắc nghiệt của các tuyển thủ. Nhưng phải nói rằng là giải đấu APL của chúng ta đang diễn ra với một cái tiến độ cực kỳ nhanh chóng. Các đội tuyển Thái Lan đang thể hiện được một phong độ quá xuất sắc sau những trận thi đấu vừa qua. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại lịch thi đấu của giải đấu APL năm nay. Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 11 sẽ là giai đoạn vòng bảng, và sau đó các ngày đó là 26, 27, mùng 3, mùng 4 tháng 12 và ngày mùng 10 tháng 11 sẽ là những trận đấu ở vòng trong vòng playoff. Và ngày hôm nay đã là ngày 19 tháng 11 rồi, như vậy là chúng ta đã đi được 4 trên 6 ngày thi đấu của giai đoạn vòng bảng giải đấu APL 2022. Còn đây sẽ là cơ cấu giải thưởng của giải đấu APL 2022. Tổng giá trị giải thưởng sẽ là 1 triệu đô, trong đó thì đội vô địch sở hữu 400.000 đô. Về ở vị trí thứ hai sẽ có cho mình 200.000 đô, xếp ở vị trí thứ ba là 130.000, thứ tư là 60.000, thứ năm thứ sáu sẽ là 40.000, thứ bảy thứ tám là 30.000 và từ thứ 9 đến 12 mỗi đội sẽ có cho mình là 5.000. Các danh hiệu cá nhân bao gồm FMVP 15.000 và Best Lineup mỗi vị trí là 7.000. Và ở thời hiện tại thì chúng ta sẽ có kết quả của bảng xếp hạng như sau. Ở bảng A thì đội tuyển KFC Talon cũng như là Bikertopia Esports đang cạnh tranh gắt gao cho vị trí dẫn đầu. KFC Talon tạm thời vừa lên dẫn trước với 2 điểm, còn đại diện tới từ AOG Việt Nam của chúng ta đó là Box Gaming thì hiện tại đang chưa có được bất cứ một trận thắng nào cả. Ở bảng B thì Mad Team đang dẫn đầu với 2 điểm, Sài Gòn Tôm có 1 điểm nhưng hôm nay sẽ là cơ hội để cho Sài Gòn Tôm có thể bứt lên ở vị trí dẫn đầu. Archangel đang chưa có một điểm số nào, còn ở những bảng đấu còn lại thì những đội tuyển tới từ khu vực Thái Lan vẫn đang đứng ở vị trí dẫn đầu. Một lần nữa chúng ta được xem lại lịch thi đấu của ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2022. Đầu tiên sẽ là trận đấu giữa Bacon và DG Esports. Sau đó sẽ là hai trận đấu vô cùng căng thẳng và hấp dẫn giữa KFC Talon và Bikertopia Esports. Rồi sau đó là Sài Gòn Phantom đối đầu với Mad Team. Ở trong trận thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay thì VGaming sẽ có lần thứ hai chạm trán với DY United Esports tại giải đấu lần này. Vâng, nhìn vào lịch thi đấu như thế này thì rõ ràng hai trận tâm điểm sẽ là trận thứ hai và thứ ba. Còn ở trận đấu đầu tiên này sẽ là cuộc đụng độ giữa Bacon Time và DG Esports, hứa hẹn là một trận đấu dễ dàng, dễ thở dành cho đại diện đương kim vô địch của APL Thái Lan Bacon Time. Một mùa giải mà Bacon Time đem tới những con người chất lượng nhất của mình, những tuyển thủ đã cùng nhau vô địch giải quốc nội 3 lần trong vòng 4 mùa. Và rõ ràng là phong độ của Bacon Time vẫn đang được duy trì là cực kỳ cao. Lineup của Bacon Time sẽ bao gồm đó là Maki ở khu vực đường tà thần Seja, Almond P ở vị trí rừng đường giữa thầy Kim Sensei, xạ thủ đó là Muwan và hỗ trợ đó là Taoic. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bacon Time là Lee Kan, một người chơi, một huấn luyện viên cũng có rất nhiều kinh nghiệm tại giải đấu APL Thái Lan. Vấn đề của Bacon Time có lẽ sẽ là kiếm tìm cho mình một danh hiệu quốc tế, thứ mà họ vẫn còn thiếu so với hai cái tên còn lại tại giải đấu APL ở mùa này là KFC Talon cũng như là Buram Esports. Còn vinh quang ở trên đấu trường quốc nội thì họ đã có đầy đủ rồi. Còn đây sẽ là lineup của đội tuyển DC Esports. Họ ra sân gồm có Palevi ở khu vực cánh trên, Nấc ở vị trí đi rừng, Bách Đo đường giữa, DIY ở vị trí xạ thủ và AF ở vị trí trợ thủ. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển DG Esports là Diosai, một vị huấn luyện viên cũng có rất nhiều kinh nghiệm tại giải đấu ASL Indonesia. Và key player, người chơi có lẽ là được chú ý nhiều nhất trong đội hình của DG Esports đó là người chơi đường giữa Bách Đo. Anh ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm tại giải đấu quốc nội, nhưng khi mà ra đấu trường quốc tế phải đối đầu với những con người quái kiệt ở khu vực đường giữa thì rõ ràng là Bách Đo vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Và ở trong ván đấu đầu tiên thì đội tuyển Bacon Time là đội được chọn bên trước và họ lựa chọn cho mình đó là phần sân chơi màu đỏ để có thể đưa ra những lượt lựa chọn counter ban pick đối phương. Ngày hôm nay thì Bacon Time sẽ ra sân với bộ trang phục gồm một chiếc áo hoodie sáng màu, nhìn trông rất đẹp mắt đẹp. Và hy vọng là họ cũng sẽ có những màn trình diễn đẹp mắt trước DG Esports.
Thực lực của hai bên là rất chênh lệch. Chúng ta biết rằng giải đấu APL đang là giải đấu có màn trình diễn ấn tượng nhất tại APL tính đến thời điểm này. Và tại giải đấu đó thì Vacant Time là nhà vô địch. Còn rõ ràng giải đấu ASL Indonesia lại đang chưa thể hiện được gì nhiều. Mà ở tại giải đấu đó thì DG Esports cũng chỉ là hạt giống số 3. Đây sẽ là player to watch của Vacant Time ở trong ngày hôm nay. Đó sẽ là người chơi đường giữa Kim Sensei, một tuyển thủ mà không chỉ để lại ấn tượng với khả năng chơi game hay mà còn đang để lại rất nhiều ấn tượng đối với các khán giả bởi vẻ ngoài điển trai và baby của mình. Rất đẹp trai, đó là thầy Kim, Kim Sensei được rất nhiều fan nữ của Việt Nam chúng ta chú ý tới trong những ngày thi đấu vừa qua. Còn player to watch của bên phía DG Esports đó là người chơi hỗ trợ Ajep. Những thông số của anh chàng này thì cũng đang khá là hạn chế bởi vì là trong những ngày thi đấu vừa qua thì đội tuyển DG Esports cũng không có được những cái thông số quá là có lợi trước những đối thủ hàng đầu của khu vực GCL Bắc Trung Hoa cũng như là APL Thái Lan. Còn đây là huấn luyện viên của bên phía đội tuyển Vacant Time, Lee Kan. Hồi ngày xưa thì Lee Kan là một người chơi cũ của đội tuyển PSG Esports và anh ta cũng từng là đồng đội của Maki vào năm 2017 khi mà người chơi đường tạc thần Caesar của bên phía đội tuyển Vacant Time mới debut trong những giải đấu của APL Thái Lan. Còn huấn luyện viên của bên phía đội tuyển DG Esports là Diosai. Huấn viên Lee Kan của bên phía Bacon cũng là một huấn luyện viên được ban lãnh đạo của đội tuyển này rất tin tưởng. Tôi thấy rằng là ở trong cái phần trailer giới thiệu đội tuyển tại giải đấu quốc nội APL của các đội tuyển thì hầu như là các đội tuyển khác tập trung vào các tuyển thủ, nhưng mà riêng Bacon Time là chỉ tập trung vào huấn luyện viên thôi. Điều đó cho thấy rằng là huấn luyện viên này cũng là một huấn luyện viên tài năng, và Bacon Time với sự bổ sung đó cũng rất mong mỏi có thể thay đổi thành tích của mình trên những đấu trường quốc tế. Chúng ta đã bắt đầu ngay vào với phần cấm và chọn ở trong ván thi đấu đầu tiên của trận đấu BO5 này rồi. DG Esports sẽ cấm trước chọn trước để xem là họ sẽ đưa ra những sự lựa chọn mở màn như thế nào, cũng như là họ có đem đến một điều gì đó thú vị trong lineup của mình ở trong trận thi đấu ngày hôm nay hay không. Bởi vì khi thi đấu bình thường thì rõ ràng là đẳng cấp của đôi bên là hết sức chênh lệch. Rõ ràng là đẳng cấp của DG Esports sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể là vươn tới tầm của đội tuyển Vacant Time. Trong những ngày thi đấu vừa qua thì trong ba đại diện của giải đấu ASL Indonesia có đúng đề hoa nhiều thật Esports là đội tuyển đưa ra những bài đánh rất độc và dị, Quick rồi Joker đi rừng, và để có thể là đối đầu với cả những đối thủ với đẳng cấp cao hơn. Nhưng những cái bài đánh độc và dị đó của đội tuyển The Wild United Esports lại chưa đạt được độ hiệu quả quá cao. Có lẽ DG Esports nên bám sát vào meta hơn, lựa chọn một cái bể tướng đánh mạnh ở trong khoảng thời gian đầu game hơn để kiếm về những cái lợi thế như cách mà đội tuyển Archangel đã làm được trước Saigon Phantom cũng như là Mad Team ở trong những ngày thi đấu vừa qua. Và những lượt cấm đầu tiên đã có đó sẽ là con bài Merganga cũng như là Nagrod được cấm đi tới từ bên phía đội tuyển DG Esports. Còn với Bacon Ham thì họ sẽ cấm đi cho mình đó là con bài Elsu, và khả năng cao sẽ cấm đi một trong những vị tướng mạnh ở trong meta hiện tại như là Omen, như là Senel hoặc Iggy. Và quyết định của Bacant Time đó sẽ là con bài Senel. Một nụ cười rất tươi đang hiện diện trên gương mặt của các thành viên bên phía Bacant Time. Đây là một đội tuyển mà chúng ta có thể nhìn thấy nụ cười của họ ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, ngay kể cả ở trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất thì có vẻ như là bên phía ban huấn luyện của Bacant Time vẫn luôn luôn chỉ đạo những tuyển thủ của đội tuyển này tươi cười và đón nhận mọi thứ với một sự bình tĩnh và thoải mái nhất. Bên phía DG Esports, sự lựa chọn đầu tiên mà họ đưa ra ở trong ván thi đấu này đó là vị tướng Zuka, vị tướng sở hữu tỷ lệ thắng là 44,4%. Zuka là một con bài rất đa dụng, có thể sử dụng ở khu vực đi rừng hoặc là ở khu vực đường tà thần Caesar dành cho Palevi. Nhưng khi mà pick Zuka sớm như thế này thì bên phía đội tuyển Vacant Time khả năng cao sẽ đưa Tulen vào là một trong những sự lựa chọn đầu tiên của mình. Với Tulen, khả năng cao sẽ là đi đường giữa dành cho thầy Kim Sensei, thì cũng không quá ngần ngại khi đối phương lựa chọn những vị tướng theo dạng cấu rỉa từ xa như kiểu Iggy hay thậm chí là cả Yue nữa, và vẫn còn một slot để cho Vacant Time có thể hướng tới ở trong khoảng thời gian đầu tiên này. Và liệu rằng họ sẽ pick một vị tướng xạ thủ hay là một con bài đi trợ thủ đây? Quyết định của Bacant Time đó sẽ là Violet kết hợp cùng với cả Tulen. Như vậy đây sẽ là một bộ đôi đánh theo kiểu đó là cấu rỉa và Zoram cực kỳ mạnh mẽ với khả năng cơ động
Và như vậy thì đội tuyển Bình Cần Tham cũng đã có những sự chọn khá ổn ở trong những phây chọn đầu tiên của mình. Chúng ta đang được nhìn thấy Violet với một tỷ lệ thắng cực kỳ ấn tượng, 64,3%. Đây là xạ thủ đang rất được ưa thích ở trong giai đoạn này của giải đấu, khi Violet là một vị tướng có sát thương cấu rỉa ổn ở trong giai đoạn đầu, với sải tay dài có thể thi đấu chủ động được ở khu vực đường của mình, có thể đôi khi đi một mình cũng được, với lộn bắn vẫn có thể ôm trụ an toàn. Còn khi có sự kết hợp cùng với những người đồng đội thì Violet cũng là một xạ thủ hoàn toàn có thể thắng đường. Trong khi đó thì Tulane, chúng ta cũng đã biết đến câu nói vui Arena ở Tulane ở trong giai đoạn gần đây rồi. Và dù cho Tulane có tỷ lệ thắng chưa đạt được 50%, nhưng sức mạnh của vị tướng này là không cần phải bàn cãi. Có lẽ là do vị tướng mạnh và được lựa chọn bởi tất cả các đội tuyển, thế nên tỷ lệ thắng cũng chưa thực sự là cao lắm. Phong cách chơi của vị tướng Tulane cũng đã có nhiều sự thay đổi, khi ở trong meta cũ thì Tulane được biết tới là một vị tướng dồn đam, liên tục sử dụng lôi điểu để kết liễu đi những cái sinh mạng của đối phương. Nhưng ở trong meta này thì Tulane chuyển biến sang một vị tướng pháp sư đánh theo thời gian nhiều hơn, với lối lên đồ là những quyền trượng Rea, mặt nạ Berit hay là những cái xuyên tâm lệnh để có thể là có thêm một chút xuyên giáp phép, và để xem là Bình Tham sẽ tối ưu con bài Tulane này ở vị trí đường giữa hay là ở khu vực đi rừng. Còn DG Esports sẽ đưa ra hai sự chọn đầu tiên của mình, đó là con bài Thane ở vị trí hỗ trợ dành cho Ayep cùng với cả Liliana dành cho Backdoor. Kèo đối đầu giữa Liliana và Tulane thì sẽ có một chút ưu thế hơn về độ cơ động cũng như là khả năng dồn đam dành cho Liliana ở trong khoảng thời gian đầu và giữa game. Nhưng khả năng cao Bacon Time sẽ bắt đầu có những sự chuyển bài để cho Tulane đi rừng dành cho AMP và lựa chọn một vị tướng khác ở khu vực đứng giữa đối đầu tốt hơn với cả Liliana. Nhưng trước tiên thì họ sẽ ưu tiên khu vực đứng dưới trước bằng con bài Lumbua dành cho Taoic. Lumbua cũng là một trong những sự lựa chọn mà Taoic thi đấu rất tốt, với những tình huống long trời lở đất đầy đột biến. Và sau khi có được cho mình ba sự lựa chọn ưng ý thì Bacon họ quyết định sẽ cấm đi Omen ở trong giai đoạn cấm thứ hai. Còn ở bên phía DG Esports thì họ cấm đi Skirt, một vị tướng đang vô cùng mạnh mẽ ở trong meta này, rất được tin tưởng dù là sử dụng ở vị trí đi rừng hay là vị trí đường tà thần xây ra. Các đội tuyển vẫn đang ưu tiên việc cấm đi ở những vị tướng ở khu vực đường tà thần Caesar, Omen này, Skirt, và có thể sẽ có thêm những Quy, những Fratino được cầm đi tới từ Bacon Time và DG Esports hay chăng. Đây, Bacon Time vẫn còn khuyết đi hai vị trí, đó là một con bài ở khu vực đường giữa hoặc đi rừng và một vị tướng ở khu vực đường tà thần Caesar, thì khả năng cao là Bacon Time sẽ ưu tiên việc lựa chọn con bài ở khu vực đường tà thần Caesar trước để giấu bài. Và Ritter sẽ là một cái sự lựa chọn khá ổn với đội hình của Bacon Time, vừa có khả năng băng cắt, vừa có lượng đam gây ra khá ổn với chiêu cuối vùng diệt quỷ của mình. Và có vẻ như là Bacon Time đang rất suy nghĩ vào cái lượt cấm cuối cùng của mình, và quyết định của họ đó sẽ là cấm đi Joker, một vị tướng có thể làm khó được Violet ở trong khoảng thời gian đầu game. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là họ sẽ muốn khu vực cánh của Muwan có thể thắng đường được so với thành viên DIY của bên phía đội tuyển DG Esports. Có lẽ đó cũng không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn đối với cá nhân Muwan nói riêng cũng như là Bacon Time nói chung. Còn đối với DG Esports thì sau Skirt họ sẽ cấm đi vị tướng nào đây? Đó sẽ là Quy, không phải là một vị trí đi rừng cơ động, mà thay vào đó sẽ lại là một vị tướng mạnh ở trong giai đoạn đi đường. Bên phía DG Esports họ không muốn cho Bacon Time có cả hai cánh quá mạnh và có thể khiến cho quả cầu tuyết được tạo ra là rất lớn. Nhưng không có Quy thì vẫn còn đó là Ryoma dành cho Maki. Vẫn còn Ryoma, một sự chọn rất tối ưu để đánh ở trong khoảng thời gian đầu game dành cho thần đồng Maki của bên phía đội tuyển Bacon Time. Và như vậy thì Bacon Time vẫn đang giấu bài là rất tốt để khiến cho DG Esports hoang mang về cái sự lựa chọn cuối cùng của những chú heo Bacon Time. Và DG Esports sẽ là đội tuyển phải đưa ra những lượt lựa chọn trước để hoàn thiện đội hình của mình. Họ còn thiếu đi một vị tướng ở khu vực đường xạ thủ và một con bài ở vị trí đường tà thần Caesar. Và Richter sẽ là vị tướng mà Palevi sử dụng ở trong ván thi đấu này, một sự chọn đánh khá ổn để đi kèo với cả đó là Ryoma. Và để đối đầu với cả vị tướng Violet ở thời hiện tại cũng còn rất nhiều những vị tướng xạ thủ tốt, đó điển hình như là Laviu, như là Celica cũng có thể là một con bài đánh ổn với cả vị tướng Violet. Nhưng quyết định của bên phía đội tuyển DG Esports là pick thêm Laviu để có thêm khả năng mở giao tranh bằng cú đạn thần quang từ xa của mình. Tỷ lệ thắng của Lavin cũng là y hệt như tỷ lệ thắng của Zuka luôn. Và qua đó thì đội hình của DG Esports cũng đã hoàn thiện xong một đội hình là gồm toàn những vị tướng nằm trong meta và cũng có khả năng giao tranh rất ổn. Trong khi đó thì Bacon Time họ đang muốn hướng đến vị trí Zephyr. Nếu như Zephyr được khóa vào thì chắc chắn sẽ là Tulane đường giữa nằm trong tay của Kim Sensei, hoặc là Elandor thì cũng vậy. Không biết là AMP sẽ muốn chơi vị tướng nào, và quyết định của AMP là Elandor. Và đội hình của đội tuyển Bacon Time cũng đã hoàn thiện,
một đội hình rất giàu sức mạnh ở trong giai đoạn đầu, và với những vị tướng như thế này chắc hẳn là Bacon Time cũng sẽ chơi nhanh để kiếm tìm cho mình một chiến thắng sớm ở ngay trong ván thi đấu mở màn trước đội tuyển DG Esports. Trong trận đấu đầu tiên của giai vòng bảng, khi mà đội tuyển Bacon Time đối đầu với DG Esports thì họ cũng luôn luôn hướng tới một cái đội hình có khả năng đánh mạnh ở trong khoảng thời gian đầu game để có thể là kết liễu đối phương trong khoảng thời gian sớm. Nhưng sau 3 ván thi đấu thì DG Esports họ càng ngày càng nhận ra được cái điểm yếu của mình. Ván đấu đầu tiên họ để thua với thời gian đó là 8 phút, ván thứ hai thì họ thua với thời gian là 10 phút và ván đấu thứ ba thì họ thua với thời gian là 15 phút, tức là cũng đã có những sự cải tiến về mặt phong độ tới từ DG Esports rồi. Họ cũng đã hiểu ra những cái sai lầm của mình là ở đâu, và ở trong ngày thi đấu hôm nay với những cái kinh nghiệm ở trong trận lượt đi thì rõ ràng đây vẫn sẽ là cơ hội để cho DG Esports, nếu như không thể thắng trước đội tuyển Bacon Time thì cũng có thể tạo nên được những cái sự bất ngờ như cái cách mà đội tuyển Archangel đã làm được ở bảng đấu B. Hy vọng là DG Esports ít nhất thì họ cũng sẽ tạo ra được những sức bật để cho ván thi đấu có những sự thú vị nhiều hơn. Tuy nhiên điều đó là không dễ một chút nào. Với một lineup mạnh như thế này của Bacon Time ở trong giai đoạn đầu thì tôi nghĩ rằng là ngay kể cả những đội tuyển có đẳng cấp cao hơn so với DG Esports cũng chưa chắc là đã có thể kiểm tỏa được Bacon Time, chứ chưa nói đến đại diện hạt giống số 3 của giải đấu ASL Indonesia. Sau khi biết được thông tin rằng đội tuyển DG Esports có kết quả trên team thua một đại diện đến từ đấu trường danh vọng Serie B của Việt Nam thì nó cũng là một vết hằn để tôi nghĩ rằng là rất khó để DG Esports có thể tạo ra được một điều gì đó, nhất là ở trong bảng đấu lại có tới hai con quái vật là Bacon Time và Flashup. Bổ sung thêm cho các bạn khán giả thì các đội tuyển tới từ giải đấu ASL Indonesia họ ít khi trên với cả những team top đầu, họ thường xuyên là trên với cả những team của đấu trường CDB. Tại vì các team top đầu cũng không nhận trên với họ, tôi nghĩ là như vậy. Và họ cũng hay thường trên ở rank nữa, tức là khi các bạn trên rank các bạn có thể gặp những tuyển thủ tới từ giải đấu ASL Indonesia rất là nhiều. Chính vì vậy là họ cũng chưa có dịp cọ sát với cả các đối thủ quá mạnh như thế này. Nhưng dẫu sao thì cũng đã có một đại diện của ASL Indonesia thi đấu tốt, đó là Archangel. Còn DG Esports sẽ có cơ hội ở trong ngày thi đấu hôm nay để tạo nên những sự đặc biệt. Và chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới ván đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển DG Esports và Bacon Time. Khả năng dọn lính của Bacon Time là khá nhanh dẫn tới việc là Elandor cũng như là Violet của Buwan có thể tiến sâu vào khu vực rừng bùa đỏ của đối phương và cướp đi con bùa đỏ trong vườn rừng của Nấc. Rất dễ dàng, một con bùa đỏ đã được cướp đi đến từ đội tuyển Bacon Time, và bây giờ thì DG Esports đang muốn đòi ngược lại con bùa đỏ trong phần rừng của đối phương, nhưng đâu dễ dàng đến như vậy khi mà ở đây Bacon cũng đang có 3 người và còn có thêm 2 người nữa đang di chuyển lên. Và thôi rồi, ngay lập tức đã là chiến công đầu dành cho Maki với điểm hạ gục hạ được người chơi đi rừng Nấc của bên phía đối phương. Mất tốc biến đến từ Bách Đỏ nhưng có lẽ là cũng chẳng chạy được. M&P cũng có thêm một điểm hạ gục nữa, và sau con bùa đỏ được cướp đi là cướp luôn con bùa xanh. Như vậy là Bacon họ rất có thể sẽ cướp đi cả 2 phần rừng của bên phía đội tuyển DG Esports. Tawik, A1P cùng với Maki vẫn đang cố gắng cò quay trong phần rừng của đối phương. Mất đi vị trí của Maki rồi nhưng vẫn đang chủ động cướp rừng, bởi vì sẽ có thêm Tulen của Team Sensei vào nữa. Cướp thành công một con quái con nữa và lui về với tỷ số 2-1 cùng với rất nhiều tài nguyên trong phần rừng của đối phương. Bacon Time tấn công với nhịp độ rất nhanh ở trong phút thi đấu đầu tiên. Họ chủ động cướp đi con bùa đỏ của đối phương và sau đó tập trung người để bảo vệ cái phần rừng bùa đỏ của mình, và họ thành công trong điều đó. Hai điểm hạ gục dành cho đội tuyển Bacon Time, còn với DG Esports thì họ chỉ gỡ gạc lại được một điểm hạ gục của đối phương mà thôi. Mất đi cả hai bùa như thế này thì rõ ràng là Nấc sẽ gặp phải rất nhiều sự khó khăn và thua thiệt về mặt tài nguyên so với cả vị trí của Almond P. Và con bài Zuka này sẽ cần phải có những cái bước di chuyển ra khu vực đường giữa và đường trên để hít thêm những cái kinh nghiệm từ tên lính của những người chơi đi đường, và như vậy thì sẽ thả ra khoảng trống để cho thành viên của đội tuyển Bacon Time có được con rồng ánh sáng vào điểm rất sớm này. Một con rồng sẽ là điều hiển nhiên thôi, nhưng quan trọng là Bacon có ngăn được đối phương đổi được Seiza hay không. Đây câu trả lời có lẽ là không, khi mà một mình Maki là không thể ngăn cản được bộ đôi Zuka cùng với Richter của bên phía đối phương, nhưng cũng không tốn nhiều thời gian để bận tâm đến điều đó, bởi vì Bacon vẫn đang bận bịu trong công cuộc cướp hết phần rừng bùa đỏ của bên phía DG Esports. Rất khó chịu, đó là cái cách tính thời gian ra bùa cũng như là cái cách di chuyển của các thành viên bên phía đội tuyển Bacon Time. Và Nấc có thể sẽ gặp phải những sự nguy hiểm ở đây khi mà anh ta tiến vào cái vụ này. Kim Sensei bắt đầu lao lên với cú lôi động và còn lôi điểu ở trên người, bây giờ mới là lôi điểu và chắc chắn là tốt tới từ vị trí của Palevi. Qua đó thì cái chân đi rừng của đội tuyển DG Esports vẫn chưa phải nằm xuống, nhưng đây sẽ là tiếp tục là con bùa xanh dành cho bên phía đội tuyển Bacon Time. Đang khai thác rừng đối phương một cách hết sức triệt để đến từ Bacon Time. Và đây là pha xử lý kỹ năng đến từ A1P, vẫn thiếu đi một chút sát thương để hạ gục Victor của phía đối phương. Và khi nhìn thấy Zuka quay trở lại thì họ lại tiếp tục lùi về cướp rừng. Trong khi đó Buwan, một tình huống phòng ngự đến từ vị trí của Buwan, và cũng đã đổi được điểm hạ gục với người chơi trợ thủ của đối phương khi 1-2 và đối phương băng
Như vậy thì cũng không quá lỗ dành cho bên phía đội tuyển Bacon Tham, thậm chí là lời. Bởi vì là Muwan mặc dù là anh ta có một mình ở khu vực dưới, nhưng anh ta một mình cân 3 và đổi được điểm hạ gục của đó là Ayep, thì vẫn là có lợi thế dành cho khu vực đứng dưới của bên phía đội tuyển Bacon Tham. Và chỉ sau 3 phút thi đấu thôi, Bacon Tham đã tạo nên một cái giãn cách về mặt lượng tiền, đó là 2.000 so với cả đại diện tới từ Indonesia là DG Esports. Và với một cái thế trận như thế này thì sắp tới sẽ liên tục là những cái đợt sóng được tạo nên tới từ bên phía đội tuyển Bacon Tham. AMP đã có tới 2.800 tiền, anh ta đã có cung bão tố. Và với lượng đồ như thế này thì rõ ràng là Bacon Tham cũng không có gì ngán ngại khi tiếp tục tiến vào khu vực rừng bùa đỏ của đối phương để cướp bóc. Có lẽ là họ đang chờ đợi thời điểm phút thi đấu thứ tư, thứ năm, nơi mà những lớp giáp trụ đầu tiên nó không còn hiệu lực nữa, để có thể đẩy nhanh tốc độ, lấy đi giáp trụ ngoài của đối phương. Đây, đã bắt đầu làm ngay ở phút thi đấu thứ tư với sự xuất hiện của Kim Sensei. Tuy nhiên, một vài tình huống lôi động của Kim Sensei ngày hôm nay có lẽ là vẫn chưa tỉnh ngủ ở trong 4 phút thi đấu đầu tiên. Thì không sao cả, mọi thứ vẫn đang là hết sức dễ dàng đối với Bacon Tham. Tỷ số được nâng lên là 4-2 và Kim Sensei chính là người có điểm mạng mục thứ tư vừa rồi. DG Esports vẫn có những pha tấn công nhưng chưa có nét cho lắm và dễ dàng bị hóa giải với các thành viên của đội tuyển Bacon Tham. Và cứ như vậy thôi, khi mà có được điểm hạ gục thì Bacon Tham quá thoải mái để tiến vào phần rừng của đối phương, cướp đi những nguồn tài nguyên trong phần rừng của Nấc. Và Nấc đang cực kỳ thọt ở trong thể hiện tại, khi anh ta mới chỉ có cho mình đó là cấp độ 6 mà thôi, thua tới 3 cấp độ với cả Almond Pin như thế này thì làm sao mà anh ta thoát nổi ở trong pha thi đấu này. Dù anh ta có băng xương hay có cả tốc biến đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì được trước ba thành viên quá mạnh của bên phía đội tuyển Bacon Tham. Đạn thần quan vừa được bắn lên và nó không chính xác vào vị trí của Tao X. Trong khi đó thì Palevi lại tiếp tục sẽ phải đối mặt với ba thành viên của Bacon. Lần này họ có thêm tân lính và mục tiêu của họ sẽ là lấy cái trụ đầu tiên ở khu vực nửa trên. Trong khi đó ở nửa dưới, DG Esports cũng đổi được một trụ, một động thái tốt đến từ bên phía của DG Esports, nhưng ngay bây giờ là phản công khi mà Kim Sensei có mặt ở đây và Muwan cũng đã bắn gục bạch đỏ. Đó là một điểm solo kill. Chưa dừng lại ở đó, AF cũng sẽ đi theo người đồng đội của mình, lấy được một trụ nhưng mất đi quá nhiều đến từ đội tuyển DG Esports. Rất khó, một tình huống mà Muwan đã xử lý hay với cú tốc biến của mình để câu kéo khá nhiều thời gian của ba thành viên bên phía DG Esports. Và khi thầy Kim tới thì đó là những cái nỗ lực của người chơi đứng giữa bên phía đội tuyển Bacon Tham để có được hai điểm hạ gục của đối phương. Và như vậy thì vẫn là quá lời dành cho đương kim vô địch của APL Thái Lan. Và bây giờ họ tiếp tục sang phần rừng bùa đỏ của đối phương để cướp bóc. Không có quá nhiều động thái đáp trả tới từ đội tuyển DG Esports, chỉ là một vài tình huống đánh ở khu vực đứng dưới chưa đủ để họ có thể quay trở lại ở trong ván thi đấu này. Còn các thành viên của Bacon Tham thì đang ra sức tạo nên áp lực ở tất cả các khu vực đường trên bản đồ. Một lối chơi rất vũ bão đến từ bên phía của Bacon. Chúng ta thấy rằng là mọi thao tác cũng như là nhịp độ di chuyển của họ được diễn ra rất nhanh, liên tục cướp rừng nhưng vẫn có đủ thời gian để có thể kiểm soát mục tiêu cũng như là tấn công và lấy đi những cái trụ đầu tiên của bên phía đối phương. Một con rồng ánh sáng nữa vừa được ăn đến từ vị trí của AMP, nhưng có lẽ là con mùa xanh này Nấc sẽ giữ lại được nó. Đúng là như vậy. Đây sẽ cú đạn thần quang tới từ vị trí của DIY, nhưng lại một lần nữa nó không chuẩn xác ở trong ván thi đấu này. Rõ ràng vẫn còn cơ hội dành cho đội tuyển DG Esports, nhưng đây sẽ một pha thi đấu mà xử lý kỹ năng quá hay tới từ AMP. Anh ta dẫn bóng trở về, anh ta vẫn còn quả cầu băng xương, mà khi những đồng đội tới rồi thì có vẻ như AMP vẫn sẽ phải nằm xuống ở đây. AMP có chuyển sinh lao vào đến là vị trí của Nấc. Nấc còn quả cầu băng xương, Nấc lùi về được ở trong pha thi đấu này hay không đây? Có vẻ như là không. Chính xác hơn là có, anh ta né được cái chiêu hai của Muwan và anh ta lùi về được. Nhưng đội tuyển Bacon Tham sẽ có được cái trụ thứ hai đường dưới của đối phương. Đang ép rất mạnh ở hai bên cánh và cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới đã bị bóc đi rồi. Khoảng cách về mặt lượng tiền đang ngày một được giãn ra lớn hơn. Rõ ràng là với một nhịp độ chơi cao như thế này thì Bacon cũng đang thể hiện được những kỹ năng của mình. Và mặc dù DG Esports cũng rất nỗ lực trong công cuộc đáp trả, tuy nhiên thì mọi thứ vẫn đang là khó khăn đối với họ. Richter thiếu chút nữa là hạ gục được Muwan rồi. Đây là long trời lở đất ngược đến từ vị trí của Tao X rất ấn tượng, để giúp cho người đồng đội của mình có thể lùi về thành công và chờ đợi được thêm những người khác đến. Một pha dồn người lên và muốn bắt lại một thành viên bên phía Bacon. Những ý đồ của DG Esports là không thành, và qua đó thì họ để hở khoảng trống ở khu vực nửa dưới để cho AI vẫn đang tiếp tục tác quái tác quái. Tao X đã có một pha xử lý kỹ năng quá mãn nhãn người xem một tình huống mà anh ta sử dụng cái long trời lở đất để cố gắng ngăn chặn một tình huống lao vào của Palevi. Nhưng sau đó thì Palevi đã lùi về được và lập tức là Tao X bấm cái tốc biến để chuyển hướng cái long trời lở đất của mình ra phía sau lưng. Anh ta có một cú hất tung tới hai thành viên của DG Esports và mở ra cơ hội để cho Bacon Tham có một pha lộ dòng là khá tốt. Đây sẽ đạn thần quan được trúng vào người của đó là Almond P, nhưng không có quá nhiều sát thương được dồn vào và thậm chí sẽ phản công tới từ Bacon Tham. Nhưng cuối cùng thì đội tuyển DG Esports đã lùi về thành công cả 5 người. Nhưng
đây là thời điểm mà con Seja bóng tối xuất hiện rồi. Và ngay lập tức thì AMT cùng với TauX đã có mặt để ăn Seja thật nhanh. Qua đó sẽ có công cụ để Bacon tiến sâu hơn vào phần sân của DG Esports. Tình huống combo rất chuẩn đến từ Violet nằm trong tay của Muwan lại thêm một lần nữa đã đẩy lùi một thành viên của đội tuyển DG Esports về. Và dàn trụ 2 của đội tuyển này cũng sẽ bị bóc đi một cách hoàn toàn sau tên lính này. Với việc là người chơi đi rừng của DG Esports là Nux không được farm ở trong khoảng thời gian đầu game, anh ta đang rất yếu so với đa số các thành viên của đội tuyển Bacon Time. Và Nux vẫn chưa tìm được góc để có thể bắt vào những thành viên chủ lực của Bacon Time trong quãng thời gian vừa qua. Bacon Time sẽ tận dụng con Seja bóng tối này để cố gắng lấy đi những cái trụ sơ cấp của đối phương và kết thúc trận đấu trước phút thứ 10. Một pha la bàn của Maki cấu được khá nhiều máu của người chơi hỗ trợ bên phía đội tuyển DG Esports, đạn quan được trúng vào một thành viên của Bacon Time nhưng không có quá nhiều sát thương được dồn vào, lao lên đó là vị trí của Palevi nhưng lập tức phải về bấm cái giải khống chế, đó là người chơi hỗ trợ bên phía DG Esports. Nhưng cuối cùng thì cái trụ này đang bị bóc đi dần dần tới từ các thành viên của đội tuyển Bacon Time. Khá khen dành cho nỗ lực phòng ngự đến từ bên phía của DG Esports, họ không hề từ bỏ một chút nào cả, họ vẫn đang cố gắng tạo ra nhiều khó khăn nhất có thể đối với Bacon Time. Nhưng đẳng cấp của Bacon Time là quá lớn, họ vẫn đang làm mọi thứ một cách khá mượt mà. Đứng lính siêu cấp đầu tiên đã có rồi và vẫn còn đó là những con xây ra tiên phong tiếp theo. Đây là tình huống mà Bacon chỉ ép với một bùa thôi, họ không ăn hai bùa để gia tăng lợi thế mà có lẽ là sẽ ép xong với tên xây ra bóng tối này rồi mới vòng ngược trở về và ăn dòng ánh sáng sau. Bacon Time sẽ muốn kết thúc luôn ván thi đấu này chứ sẽ không lùi về để cố gắng ăn mục tiêu. Đây sẽ đạt quan được chúng vào người của Maki. Maki bị làm choáng khá lâu nhưng Maki còn nhiều thứ để lùi về quá. Long trời đất tung ra của TauX lao vào, đấy là vị trí của AMP để câu kéo đối phương mà thôi. Các thành viên của DG Esports vẫn đang giữ được nguyên 5 cái mạng của mình nhưng họ đã yếu máu quá rồi, và như vậy thì Bacon Time có được đường lính siêu cấp thứ hai. Và họ vẫn sẽ còn một con xe ra tiên phong nữa ở khu vực nửa trên. Những nỗ lực phòng ngự của DG Esports vẫn đang là đáng khen ngợi, họ vẫn đang tập hợp cùng với nhau và chưa thành viên nào mất đi cả. Đây là một tình huống tạo đột biến đến từ Thên nhưng Bacon Time vẫn đang còn là quá khỏe, họ khiến cho DIY gặp phải rất nhiều khó khăn. Nấc với bảng đếm số và tràn vào như vũ bão đến từ tất cả thành viên của Bacon Time để hạ gục đi từng người một của DG Esports. Và tỷ số của ván đấu sẽ được tỷ số của trận đấu sẽ được mở là 1-0 sau tình huống này. Mặc dù là IF đã có một tình huống lao ra cực kỳ quyết đoán để combo và đẩy được một thành viên của đối phương về, nhưng rõ ràng cái sức mạnh của các thành viên của đội tuyển Bacon Time là quá nhiều ở trong những phút thi đấu vừa qua. Và Bacon Time có một chiến thắng phải gọi rằng là dễ dàng trước DG Esports, không để lộ ra bất cứ một kẽ hở nào cả, liên tục tổ chức những tình huống tấn công và cướp rừng ở trong khoảng thời gian đầu game để lấy về lợi thế dành cho AMP. Một ván đấu hoàn hảo, perfect dành cho đương kim vô địch của giải đấu APL Thái Lan. Mọi thứ vẫn dễ dàng như vậy đối với Bacon Time ở trong cuộc đối đầu với DG Esports khi mà đẳng cấp của hai bên là quá chênh lệch. Bacon Time cũng đã lựa chọn cho mình những chất tướng tốt ở trong giai đoạn đầu với ý đồ đánh nhanh thắng nhanh, và họ đã rất thành công ngay từ trong giai đoạn đầu, đã khai thác liên tục vào phần rừng của bên phía đối phương. Dù cho DG Esports họ cũng đã rất nỗ lực, họ cũng đã có cụm phòng ngự đầy kiên cường, nhưng những sự chênh lệch và khoảng cách là quá xa để ván thi đấu của chúng ta cũng đã không thể kéo quá dài. DG Esports mặc dù là họ không thể chiến thắng ở trong ván thi đấu này nhưng về giai đoạn ban pick thì họ cũng đã rất nỗ lực để đem những con tướng thuộc tier 1 vào để kết hợp với nhau. Nhưng rõ ràng là cái đẳng cấp của bên phía đội tuyển Bacon Time trong một cái kèo tướng cũng không quá vượt trội so với đối phương, thì họ vẫn biết cách để có thể là lấy về những cái lợi thế dành cho người chơi đi rừng AMP. Qua đó anh ta liên tục có được những cái ưu thế ở khu vực đi rừng và sau đó là ép vào những cánh của đội tuyển DG Esports. Một ngày thi đấu có lẽ là cũng sẽ không quá vất vả dành cho đội tuyển Bacon Time đâu, khi DG Esports cũng không còn nhiều động lực cũng như là không còn nhiều những cái sức bật về mặt tinh thần để có thể giành được một bàn thắng. Và cũng giống như các đội tuyển khác, và đặc biệt là khi mà họ lại thi đấu trận đấu đầu tiên trong ngày như thế này, thì có lẽ là Bacon Time cũng sẽ cố gắng để giải quyết nhanh gọn đối thủ của mình và có thêm thời gian để chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn tiếp theo. Đặc biệt là khi mà ở trong bảng đấu này thì chúng ta cũng nhìn thấy một flash swap vô cùng dữ dội, dù cho để bị dẫn trước với tỷ số là 0-2 trước Bacon Time nhưng họ vẫn để lại ấn tượng với hai ván gỡ, và rồi sau đó thì Bacon cũng chỉ có thể chiến thắng sát nút mà thôi. Và với chiến thắng sát nút đó thì Bacon Time cũng chưa thể chắc chắn tự tin 100% với vị trí đứng đầu bảng của mình được.
Vâng, và đội tuyển Bacon Time đúng là họ sẽ cần phải cố gắng để giành được những điểm số trước những đại diện yếu hơn và chuẩn bị cho cuộc đối đầu vào những ngày hôm sau với cả đội tuyển Flash Group. Thực ra thì Flash Group vẫn luôn luôn là một cái gai trong mắt của các đội tuyển hàng đầu, bởi vì họ đang là đương kim vô địch của giải đấu APL gần đây nhất, đó là 2020. Một mùa giải mà họ cũng không được kỳ vọng quá nhiều với việc lên ngôi, nhưng họ đã làm được điều đó. Và ở trong mùa giải năm nay thì các đội tuyển cũng đánh giá rất cao những chú sói Flash Group sau màn trở lại cực kỳ mạnh mẽ với những nhân tố vừa có kinh nghiệm vừa có sức trẻ, và Bacon Time sẽ đặc biệt chú ý tới đội tuyển Flash Group. Còn trận đấu này thì có lẽ chỉ là một trận đấu mở màn, một trận đấu để làm nóng trước cuộc đại chiến của các thành viên đội tuyển Bacon Time mà thôi. Đúng là như vậy. Trong ngày thi đấu hôm nay thì Muwan cũng đã xử lý rất tốt với Violet ở ván thi đấu đầu tiên này, và điểm số 12 rất cao là những gì mà Muwan giành được với danh hiệu MVP. Lượng sát thương gây ra là khoảng 76.000 và khoảng 21.000 sát thương chống chịu. Có rất nhiều pha thi đấu ở trong giai đoạn đầu khi mà những người đồng đội mải mê cướp rừng thì Muwan chỉ có một mình ở khu vực nửa dưới, và lần nằm xuống duy nhất cũng là một tình huống mà Muwan đã phải cân nhiều đối thủ cùng một lúc, nhưng nó vẫn thể hiện được sự đẳng cấp của Muwan khi đối đầu với đại diện hạt giống số 3 của giải đấu ESL. Muwan là một thành viên rất kỳ cựu trong đội hình của bên phía đội tuyển Bacon Time, đã đi qua nhiều thăng trầm cùng với đội tuyển này rồi, và anh ta vẫn đang duy trì được một cái phong độ xuất sắc qua nhiều mùa giải, chứng tỏ cái sự quyết tâm và nỗ lực của Muwan trong công cuộc là giành được một cái danh hiệu ở đấu trường quốc tế nó là cao như thế nào. Và trong ván thi đấu này thì đúng là Muwan đã chiếm trọn spotlight với những pha sử dụng combo còn bài Violet là cực kỳ hay. Mọi thông số đều là vượt trội hơn dành cho bên phía đội tuyển Bacon Time, và có lẽ để tạo nên một điểm nhấn gì đó thì tuyển DG Esports sẽ cần phải rất nỗ lực ở trong những ván đấu tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những tình huống đáng chú ý ở ván thi đấu vừa rồi trước khi tới với cả ván thi đấu thứ hai. Chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên trong ngày thi đấu thứ tư giai đoạn vòng bảng của giải đấu APL 2022. Trận đấu diễn ra giữa hai đội tuyển Bacon Time cùng với DG Esports. Không có bất ngờ xảy ra ở trong ván thi đấu đầu tiên khi mà nhà đương kim vô địch của giải đấu APL là Bacon Time đã có một thắng lợi dễ dàng trước hạt giống số 3 tại giải đấu ESL là DG Esports. DG Esports sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều và đưa ra những cái bài đánh tốt hơn nữa ở trong hai bài đấu tiếp theo nếu như họ mong muốn có được một cơ hội chiến thắng trước đội tuyển Bacon Time. Còn với Bacon Time thì đây sẽ chỉ là một cuộc dạo chơi và một cái sâu diễn kỹ năng của họ để kiếm thêm những điểm số tại bảng D của mình thôi, qua đó củng cố vị trí nhất bảng và hướng tới trận đấu quan trọng hơn, đó là cuộc đụng độ với Flash Group trong những vòng còn lại của giải đấu APL, của vòng bảng giải đấu APL 2022. Rõ ràng là Bacon Time đang có một cái quyết tâm cao độ tại mùa giải năm nay, khi mà ở trong những giải đấu quốc tế vừa qua thì họ cũng đang có một cái phong độ đi lên khá là đều,
như là năm kia thì họ đứng ở vị trí thứ 8 và sau đó họ lên được vị trí thứ 4 tại AEC 2022. Và cho tới thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ muốn một cái vị trí cao hơn, và đặc biệt đó là ngôi vô địch của giải đấu APL 2022 năm nay. Ở trong ván thi đấu thứ 2 này thì không biết là DG Sport họ sẽ lựa chọn ở bên phía phần sân nào đây, khi mà ở trong ván thi đấu đầu tiên lựa chọn cấm trước và chọn trước thì ở trong ván thi đấu thứ 2 họ lại tiếp tục làm điều đó thêm một lần nữa rồi. Có lẽ là ở bên phía đội xanh thì thích chơi vị tướng nào thì có thể lựa chọn được luôn để đỡ bị cấm đi nhiều bởi đối thủ. Còn dù cho là chơi với một đội hình gồm toàn những chức tướng mạnh trong meta hay là những phương án dị để có thể tạo ra sự bất ngờ thì sự chênh lệch quá lớn vẫn khiến cho DG Sport rất khó để có thể triển khai được như đúng ý mình. Ngày hôm qua thì đại diện tới từ ASL Indonesia khác, đó là đội tuyển Archangel, cũng đã có màn thể cực kỳ xuất sắc trước đội tuyển Mad Team khi họ để thua 0-3. Nhưng ở trong cả 3 ván đấu thì đội tuyển này đều có được những cái lợi thế trước bên phía đội tuyển Mad Team, và thậm chí là còn có những thời điểm dẫn trước so với cả hạt giống số 3 của giải đấu GC Đài Bắc Trung Hoa Cơ. Chính vậy là đội tuyển DG Esports có thể học tập những người anh em của mình cùng giải đấu bằng cách là lựa chọn những vị tướng mạnh ở trong khoảng thời gian đầu game để khiến cho Bacon Time gặp phải đôi phần những cái sự khó khăn và kéo dài thêm thời gian của ván thi đấu này, chứ đừng nên chọn những cái bể tướng như là ván đấu đầu tiên với hơi nhiều những vị tướng đánh ở khoảng thời gian late game thì họ sẽ không có đủ thời gian để tích lũy cái nguồn tài nguyên cho những con bài đó. Và để xem là khi mà đội tuyển DG Esports lựa chọn cho mình đó là phần sân chơi màu xanh thì họ sẽ đem ra những vị tướng nào. Ở trong ván thi đấu vừa rồi thì Bacon Time đã có được quá nhiều những con bài khỏe, có cả Tulane, có cả Violet, và với những bảy tướng như vậy thì rõ ràng là Bacon Time đã chiến thắng một cách quá thuyết phục trước bên phía đội tuyển DG Esports. Quả thật là tôi nghĩ rằng không chỉ DG Esports mà ngay cả đội tuyển vô địch của giải đấu ASL là DY United Esports cũng nên học hỏi Archangel, khi mà đội tuyển này đã có những màn trình diễn tương đối ấn tượng trước Sài Gòn Phantom và Mad Team. Họ có một ván thắng trước Sài Gòn Phantom và họ có những phút giây khiến cho các khán giả của Mad Team phải thật sự lo lắng. Sau khi nhìn họ thi đấu thì tôi cũng không hiểu tại sao mà tại giải đấu quốc nội Archangel lại có thể thua DY United Esports và chỉ xếp hạt giống số 2 chứ không phải là hạt giống số 1. Có lẽ là tại Indonesia thì cũng có những trường hợp mà chúng ta vẫn nói vui vui theo kiểu là khôn nhà dạy chợ. Và nếu như nhắc đến khôn nhà dạy chợ thì các khán giả của Lincoln Mobile Thái Lan họ cũng nhắc đến Bacon theo góc độ đó. Và thật sự là như vậy, khi mà đội tuyển này đang có thể xem như vua quốc nội tại giải đấu APL với 3 lần vô địch trong vòng 4 mùa giải, thì ở đấu trường quốc tế dù cho kết quả của họ cũng có những sự thăng tiến theo thời gian nhưng nó vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa đủ khi mà Lincoln Mobile Thái Lan cũng đã có tới 2 lần vô địch thế giới rồi, mà nhà vô địch của họ ra thế giới, mà nhà vô địch quốc nội nhiều lần của họ ra thế giới mới chỉ đạt được thành tích cao nhất là lọt vào top 4 mà thôi. Thì đối với các khán giả Lincoln Mobile Thái Lan như vậy vẫn là chưa thỏa mãn và họ vẫn chờ đợi Bacon Time có thể làm được một điều gì đó nhiều hơn, giống như kiểu là chúng ta chờ đợi Sài Gòn Phantom cũng sẽ có những kết quả tốt hơn ở trên đấu trường quốc tế vậy. Và quay trở lại với giai đoạn ban pick thì đội tuyển DG Esports đã cấm đi cho mình đó là con bài Merganga cùng với cả Nakroth và lựa chọn vị tướng Omen, một vị tướng mà có lẽ là các đội tuyển tới từ giải đấu ASL Indonesia rất thích sử dụng. Con bài dễ chơi, dễ trúng thưởng, có cả hiệu lực khống chế cũng như là khả năng đi đường cực kỳ tốt. Còn với Bacon Time thì họ sẽ cấm đi cho mình đó là Elsu cùng với cả Tulane, và có Senel ở trong ván thi đấu này, có Senel, có Yan, thì liệu rằng là Bacon Time có muốn lấy bộ đôi đang cũng rất mạnh ở trong meta hiện tại hay không. Nhưng quyết định của Bacon Time đó là lấy vị tướng Yena ở khu vực đường tạc thần C ra trước để cho Maki có một kèo đối đầu khá ổn cùng với cả Omen. Và sau đó thì họ chuyển qua Ikki ở đường giữa dành cho Kim Sensei, cùng với đó là con bài Senel khả năng cao sẽ nằm trong tay Tao X ở trong ván thi đấu này. Senel cùng với Ikki, hai sự lựa chọn là vô cùng mạnh mẽ. Với Ikki ở khu vực đường giữa thì thêm một lần nữa có lẽ là Bacon lại muốn đẩy lính thật nhanh ở đường giữa, gây ra sức ép ở các khu vực đường cánh để lăn quả cầu tuyết và chiến thắng sớm trước đối thủ của mình. Còn Senel thì lại là một vị tướng mà cứ 4 ván đấu có sự xuất hiện của Senel tại APL 2022 thì 3 ván thắng là kết quả mà vị tướng này có thể gặt hái được một tỷ lệ thắng rất ấn tượng, 75%. Khi có Omen và đối phương không lựa chọn sớm cho mình là 2AT thì có vẻ như là DG Sport đang muốn tước đi vị tướng mà Omen cảm thấy sợ nhất khi phải đối đầu này. 2AT và Aoi có thể sẽ là những cái sự lựa chọn của bên phía đội tuyển DG Sport.
Nhìn chung thì đây vẫn là hai vị tướng mạnh ở trong meta hiện tại, nhưng tỷ lệ thắng của con bài Hayate chỉ là 33,3% mà thôi. Rõ ràng khi bạn pick vào Hayate thì sẽ có rất nhiều phương án khắc chế ở vị trí xạ thủ cũng như là ở các khu vực đường khác. Nếu như có thêm sát thương dồn thì Hayate cũng sẽ rất là khó chơi và khó chọn cái thời điểm để băng vào với cái bão phi tiêu của mình. Và quyết định của đội tuyển Beckenham đó sẽ là con bài Cafeni ở vị trí xạ thủ dành cho Muwan. Đây là một trong những vị tướng mà Muwan thích chơi nhất ở trong giải đấu quốc nội APL Thái Lan. Với Cafeni thì khả năng bắn, khả năng di chuyển của Muwan luôn được đánh giá là cực kỳ cao. Và vị tướng này cũng đang có tới 87,5% tỷ lệ thắng sau những ngày thi đấu vừa qua của vòng bảng APL 2022. Một vị tướng vừa có tỷ lệ thắng cao lại còn vừa là một kèo đối đầu mang tính khắc chế với Hayate ở phía bên kia. Và đây cũng lại là một vị tướng có khả năng snowball rất tốt nữa. Với Cafeni và Iki như thế này thì Beckenham họ cũng hoàn toàn có thể lựa chọn thêm Helen và đẩy Senel lên cánh tà thần Seja dành cho vị trí của Maki, thì khi đó họ sẽ ép triệt để vào vị trí của Cafeni Helen. Một dấu hiệu cho thấy rằng Bacon hoàn toàn có thể cân nhắc đến sự chọn Helen đó là việc mà họ cũng đã cấm đi Bandung ở trong sự lựa chọn cấm thứ 3 của mình. Bandung là một vị tướng mà sẽ khiến cho Helen e sợ trong những lần bị bắt lẻ với cú địa giam. Khi đã cấm đi Bandung, nếu như DG Sport không can thiệp đến Helen thì có thể đây cũng sẽ là sự lựa chọn của TauX ở trong ván thi đấu này. DG Esports có vẻ như là nghĩ hơi xa và họ nghĩ hơi nhiều khi mà cấm đi cả Mina để cho Omen được chơi game. Và trong ván thi đấu này tôi nghĩ rằng là Omen sẽ không phải là con bài chủ đạo của đội tuyển DG Esports mà họ cấm đi quá nhiều tướng để cho Omen được chơi game như thế này, thậm chí là còn cấm đi cả Frentino nữa. Trong khi đó thì Beckenham chỉ đơn giản là cấm đi những con bài có thể là khắc chế được Cafeni và có thể khắc chế được Helen như kiểu là Skirt hay là Bandung. Và quyết định của DG Esports đúng là như vậy, họ sẽ cầm đi hai vị tướng có thể khắc chế được con bài Omen và lựa chọn dành cho Beckenham đó sẽ là Yena. Còn một vài kèo đối đầu nữa mà có thể đi đường được với cả Omen như kiểu là Q hay là một vài con bài khác, nhưng quyết định của Beckenham vẫn sẽ là Yena, vị tướng có lẽ là thuận tay nhất của Maki ở trong những mùa giải vừa qua. Và nếu như Yena thì có lẽ sẽ không còn là Helen nữa rồi, sẽ là Senel ở vị trí trợ thủ dành cho TauX mà thôi. Và Yan vẫn còn đó để có thể tạo ra cặp đôi Yan Senel cho Beckenham ở trong ván thi đấu này. Còn đối với bên phía của đội tuyển DG Sports thì họ đang hướng về hai sự lựa chọn đó là Aneste và Veres. Nếu như cả hai vị tướng này đều được khóa vào thì Omen hay Veres sẽ được sử dụng ở vị trí trợ thủ đây. Tôi nghĩ là hay là Aneste trợ thủ và Veres đường giữa cũng là một phương án mà có thể xoay được đối với đội hình này của DG Esports. Nếu mà để cho Veres đường giữa và Aneste trợ thủ thì cái lượng sát thương phép thuật đầu ra của DG Esports sẽ hơi hạn chế một chút, bởi vì là Aneste sẽ không được farm quá nhiều đồ sớm ở trong khoảng thời gian đầu game. Tôi nghĩ rằng là có lẽ sẽ là Aneste ở khu vực đường giữa dành cho Backdoor và Veres sẽ đi trợ thủ để đối đầu với cả vị tướng Senel. Senel cũng khá là sợ những con bài có thể gây ra sát thương chuẩn, và cả Veres cũng như là Omen đều là những vị tướng có thể gây ra một cái nguồn sát thương chuẩn theo thời gian cũng khá là chất lượng. Quyết định còn lại của Beckenham ở vị trí đi rừng khả năng cao sẽ là Tachi đi rừng dành cho Almond P, một vị tướng có thể xuyên qua được cái lớp giáp dày của Omen bằng những đòn đánh sát thương chuẩn với chiêu quế long toái và những cú vẩy long sát của mình. Và đây sẽ là một đội hình cũng rất mạnh mẽ trong khả năng giao tranh tới từ bên phía đội tuyển Beckenham ở trong ván thi đấu này. Tachi đang thực sự quay trở lại ở APL 2022 lần này, ở trong cả những lượt chọn và ở trong cả những lượt cấm. Tachi giờ đấy không còn được sử dụng nhiều ở vị trí trợ thủ với khả năng băng càn cò quay nữa, mà thay vào đó lại được sử dụng rất nhiều ở vị trí đi rừng cũng như là ở vị trí đường tà thần Seja để xuyên qua được những đấu sĩ tanker có lớp da dày với lượng sát thương chuẩn của vị tướng này. Ở trong giai đoạn gần đây thì sát thương của Tachi cũng là rất lớn và đột biến. Và có lẽ đó sẽ là phương án mà bên phía Bacon sử dụng để có thể xuyên qua được Omen của Palevi trong ván thi đấu này. Dù cho DG Esports cũng đã rất tâm huyết với Omen khi first pick vị tướng này và cấm đi hầu hết những con bài mà Omen sợ nhất. Khi nhìn vào khuôn mặt của các thành viên bên phía đội tuyển Beckenham thì chúng ta luôn luôn thấy một cái sự vui tươi, một cái nụ cười của Kim Sensei, của Amon P hay là của Muwan. Họ đã chuẩn bị một cái tâm lý rất tốt cho các tuyển thủ của mình ở trong giải đấu năm nay để có thể đón nhận được bất cứ một cái kết quả nào. Trong khi đó thì đội tuyển Dunia Game DG Esports thì họ luôn luôn giữ một cái nét trầm ngâm và lạnh lùng của mình. Rõ ràng là cái áp lực cũng như là cái tâm lý cũng đang thể hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên của DG Esports. Nhưng tôi mong rằng kể cả họ có không có được chiến thắng nào ở trong giải đấu năm nay thì họ cũng hãy
hãy vui vẻ lên, bởi vì mình được cọ sát với những đội tuyển hàng đầu trên thế giới. Đúng là như vậy, công nhận là nhìn về độ vui vẻ thì DG Sports nhìn trông chưa thấy vui vẻ bằng so với hai đại diện còn lại của giải đấu ASL, đó là DYU Esports và Ascenso. Dẫu sao thì có lẽ là DG Sports họ cũng hiểu vị thế của mình, nhưng họ cũng đang rất nghiêm túc và nỗ lực để có thể tạo ra được một điều gì đó, dù là một chút ấn tượng thôi cũng là tốt rồi. Nhưng thật sự cũng phải thông cảm cho họ khi mà những đối thủ ở cùng bảng đấu với DG Sports là quá mạnh. Năm nay thì cả ba đội tuyển tới từ ASL Indonesia đều gặp phải những đối thủ quá mạnh mẽ và họ cũng chưa thể làm được quá nhiều điều. Nhưng đúng là chúng ta cũng phải dành một cái lời khen cho họ là cũng đã rất nỗ lực ở trong những ngày thi đấu vừa qua rồi. Và bây giờ sẽ là ván thi đấu thứ hai trong cuộc đua độ giữa đội tuyển DG Esports và Bacon Time. Ở ván đấu này thì DG Esports cũng đã có những vị tướng rất mạnh mẽ để cố gắng giành được những cái lợi thế ở trong khoảng thời gian đầu game. Backdoor sẽ là người chơi đường giữa với con bài Anette và AIF sẽ sử dụng Veret ở vị trí hỗ trợ. Kim Sensei dọn lính nhanh hơn, đứng ở trong bụi và ngay lập tức đưa ra tình huống hỏi thăm đầu tiên vào vị trí của Backdoor. Nhưng bộ đôi AIF cùng với Backdoor họ còn tham vọng nhiều hơn thế khi muốn tiến sang phần bùa xanh để hỏi thăm vào vị trí của AMP. Nhưng với sự hỗ trợ của Taoic thì AMP cũng đã hoàn thành xong con bùa xanh và đang bắt đầu di chuyển lên nửa trên của bản đồ rồi. Ở nửa trên của bản đồ thì Omen cũng đang chờ đợi ở trong khu vực gần hang khỉ đầu lá sau khi đã có tình huống đẩy lính và di chuyển. Còn Maki thì lại lựa chọn là ở lại khu vực đường của mình để có thể kiểm soát mục tiêu. Ván đấu này thì Palevi cầm cho mình đó là cái phép phù hiệu tinh linh và anh ta muốn chơi đôi công với cả một Maki cầm Jena với cái du hiệp. Và sau phút thi đấu đầu tiên thì cái đội tuyển vẫn đang duy trì cái nhịp độ khá chậm, không còn những pha cướp bóc sớm tới từ đội tuyển Bacon Time nữa, mà họ tập trung vào việc đó là bảo kê vòng rừng cho Tachi của AMP. Rõ ràng con bài Tachi này cần cấp độ 4, có cái long toái của mình thì khả năng đánh giao tranh mới là mạnh mẽ cân bằng so với cả đối phương. Và sau khi dọn xong cái vòng rừng của mình thì đội tuyển Bacon Time cũng bắt đầu có những cái bước di chuyển xuống khu vực tầng dưới để cạnh tranh con rồng ánh sáng. Bên phía của Bacon họ có một Cafeni rất lợi thế khi đối đầu cùng với 2AT. Mặc dù vậy thì DIY cũng đã nỗ lực để có thể đạt cho mình cấp độ 4 trước pha giao tranh rồng, nơi mà các thành viên bên phía DG Sport có vẻ như là họ cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng, dù cho Omen di chuyển xuống là chậm hơn khá nhiều so với vị trí Yena của Maki. Các thành viên bên phía Bacon đang kéo con rồng ra một cách hết sức từ tốn. Họ cũng không quá chủ quan ở trong tình huống thi đấu này khi biết rằng DG Sport có thể cũng sẽ có đủ nhân sự ở đây. Đã nhìn thấy Omen rồi, đang bắt đầu đu long chảo đến từ vị trí của AOI, tiếp cận được vào Mugwan, lấy đi một lượng máu rất lớn đến từ người chơi sát thủ bên phía Bacon, nhưng có sứ mệnh như thế đến tiếp ứng dành cho Mugwan rồi. Mugwan đang cố gắng thả diều vào VLS ở phía bên kia và bộ đôi của DG Sport dường như là không đủ sát thương, có thêm một bão vi tiêu nữa đến từ vị trí của AT nhưng vẫn đang bị thả diều bởi Kamini. Sau cùng thì Mugwan cũng đã phải lên bảng đếm số rồi, nhưng AMP cũng đã tìm thấy vị trí của AIF và khi đã đâm vào quá sâu thì DIY cũng trở thành điểm double kill của Tachi luôn ở khu vực hang rồng. Maki hạ gục nấc và chưa dừng lại ở đó, vẫn đang tiếp tục dí vào vị trí của Backdoor. Tổng cộng là 1-3 và rõ ràng là nhà đương kim vô địch của giải đấu APL là những người có lợi hơn rất nhiều. 1-3 nhưng DG Esports cũng đã rất nỗ lực để giữ lại con rồng ánh sáng với cú trừng trị chuẩn xác tới từ vị trí của nấc. Ở trong pha giao tranh vừa rồi thì Palevi cũng đã câu kéo rất nhiều thời gian của ba thành viên đối phương. Tuy nhiên là các thành viên còn lại của bên phía tuyển DG Esports thì lại quá cố sướng để tìm vào vị trí của Mugwan. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại pha thi đấu này. Một tình huống mà người chơi đi rừng nấc đã có một tình huống đu rất nhanh vào đó là vị trí của Mugwan, câu được khoảng 2/3 cây máu của người chơi xạ thủ bên phía đội tuyển Bacon Time. Và Mugwan thì cũng đã cò quay trong khoảng gian quá dài để khiến cho các thành viên của DG Esports mất nhiều thời gian ở hang mùa xanh quá, dẫn tới việc là bên phía đội tuyển Bacon Time có nhiều lợi thế hơn trong một cái câu chuyện giao tranh lâu dài như vậy. AMP cũng đã rất thấp máu trong tình huống thi đấu đó nhưng vẫn đã tìm thấy được cho mình điểm double kill. Còn Yena thì quả thật vẫn là những tình huống xử lý đầy tinh tế đến từ vị trí của Maki. Vừa rồi thì DIY đã phải lên bảng đếm số nhưng trước đó thì Mugwan cũng đã phải nằm xuống thêm một lần nữa rồi. Tỷ số đang là 2-4 về điểm hạ gục ở thời điểm này. Những sự máu lửa cũng đã đến đối với DG Sports ở trong những phút giây đầu tiên của ván thi đấu thứ hai. Tuy nhiên thì nó chưa làm ảnh hưởng gì được nhiều đến Bacon Time khi mà họ vẫn đang có được một tỷ số tốt cũng như là lượng tiền đỉnh hơn so với đối thủ của mình. Kim Sensei giữ được một vị trí là rất kín, tấn công vào người chơi trợ thủ bên phía đối phương và đẩy lùi AIF về.
Đó là những cái bụi của những người chơi đường giữa hay xuất hiện để có thể là ganh đường dưới của đối phương. Và Bacon Time thì họ cũng quá hiểu điều này và họ tận dụng khả năng di chuyển của Kim Sensei để có thể là cầu máu. Và suýt chút nữa đã gục được người chơi hỗ trợ bên phía đội tuyển DG Esports. Tỷ số về điểm cuộc bây giờ vẫn là 4-2 và với khoảng 1.000 tiền chênh lệch dành cho đội tuyển Bacon Time thì rõ ràng họ vẫn đang nắm quyền ưu tiên di chuyển hơn ở trong khoảng thời gian này. Một tiếng ồn la vào tới, từ đó là AF cấu được khá nhiều máu của Muwan, thêm cả một chuỗi vị tiêu của DIY nữa khiến cho Muwan chỉ có 1/3 cây máu mà thôi. Đây là sẽ là sự xuất hiện của đó là Aoi cũng như là Anetay đu thẳng vào vị trí của Senel, nhưng Senel vẫn còn truyền thần lực giật long diệt là khá hay tới từ người chơi đi rừng nấc, nhưng lượng sát thương chưa đủ để có thể hạ gục được Tao X. Trong khi đó thì ở khu vực nửa trên bản đồ, Palevi muốn di chuyển nhưng cũng đang bị theo kèm rất sát sao bởi vị trí của Maki, còn Tachi của AMP lại được để ra đẩy. Trong khi đó thì vị trí của Muwan lại bị khai thác thêm lần nữa rồi. Cafeni muốn thắng đường nhưng lại đang bị bắt lại rất nhiều bởi các thành viên bên phía DG Esports. Muwan đang thực sự không có một cái phong độ cao ở trong ván thi đấu này khi anh ta liên tục bị nằm xuống trước những chuỗi vi tiêu của đó là DIY. Và đây đã là điểm hạ gục thứ 3 mà Muwan phải nằm xuống ở trong ván thi đấu này rồi. Rõ ràng là khúc đường dưới vẫn đang là một cái điểm yếu của đội tuyển Bacon Time để cho DG Esports khai thác quá là nhiều. Và AMP với con bài Tachi thì anh ta vẫn chưa thể hiện được hết năng lực của vị tướng này, là một con bài có thể băng càn và liên tục tổ chức những tình huống giao tranh tổng với cả đối phương. AJF cũng đang có những tình huống lao vào rất hay để cấu máu được Muwan. Muwan lại bị tấn công và anh ta lại chỉ có một nửa cây máu mà thôi, nhưng Muwan quay trở lại với một cú lướt cấu được khoảng một nửa cây của đó là DIY, nhưng chừng này có vẻ như là chưa đủ. Băng trụ tới từ bên phía đội tuyển DG Esports lao vào đó là nấc hơi liều bởi vì là tên lính đã không còn nữa rồi, không thể hất tung được đó là Tao X. Nhưng AMP đã tới, AMP còn long tỏa, anh ta dùng luôn cả long sát, lượng sức là đủ để khiến cho Bách Đo phải lên bảng đếm số. Đó là điểm hạ gục thứ 3 liên tiếp của Tachi nằm trong tay AMP ở ván thi đấu này. Thừa thắng xông lên sau khi đã bắt được Cafeni tới 3 lần thì bên phía DG Esports muốn đánh một cách triệt để và khiến cho Muwan không được chơi game ở trong ván thi đấu này. Nhưng điều đó lại chưa dễ dàng đến như vậy khi mà Bacon Time vẫn đưa ra một động thái phản công tốt, và quan trọng hơn cả là Muwan lùi về được và không phải nằm xuống đến lần thứ 4. Trong khi đó thì ở khu vực nửa trên, Maki vẫn đang di chuyển một cách hết sức xông xáo hơn một cấp độ so với Omen ở phía bên kia. Nếu như nhắc đến Omen thì các khán giả ở trên đấu trường quốc tế cũng nhớ đến một hình ảnh Maki cân 4 cân 5, và vì thế mà chắc chắn Maki rất hiểu chất lượng Omen này. Đến trong kèo đấu giữa Yena với Maki thì Maki vẫn đã Yena cùng với Omen thì Maki vẫn đang xử lý rất tốt với Yena trong tay mình. Thêm một tình huống nữa mà chúng ta thấy được lượng sát thương rất lớn của Tachi ở meta này. Đây có vẻ như là một con bài Tachi lên full sát thương tới từ đó là AMP, và một cú long sát của anh ta khiến cho xạ thủ của đối phương mất đi rất nhiều máu. Đây là một tình huống mà người chơi đi rừng nấc đã cố gắng để phòng ngự tân lính và anh ta không thể làm được điều đó. Còn ở phía trên của bản đồ thì Palevi cũng sẽ có được cái trụ đầu tiên của bên phía đội tuyển Bacon Time, nhưng anh ta có thể sẽ bị quay bắt bởi 3 thành viên của Bacon Time. Tao X đang bọc đầu, không thể hất tung được Palevi. Palevi tốc biến lùi về là không đủ nữa rồi, và anh ta sẽ phải nằm xuống trước những tình huống zone chiêu thức của đó là Maki cũng như là Muwan. Và nhìn vào tình huống mà Omen bị bắt lại thì có lẽ là Palevi cũng đang hướng lên những món trang bị sát thương ở trong giai đoạn đầu, nên Omen cũng chưa có nhiều sức chống chịu lắm. Mà AF tiếp tục bị tấn công rất dữ dội bởi AMP, và Kim Sensei có thêm sức mạnh thủ thành, có đủ sức mạnh và tiếp tục càn lên. Yena của Maki cũng xuất hiện và ngay lập tức thì đội hình của DG Esports bị đẩy lùi sâu về. Nhưng ít nhất là ở trong ván thi đấu này thì DG Esports cũng đang đánh khá là cân bằng trong những tình huống giao tranh với cả bên phía đội tuyển Bacon Time. Sau 7 phút thi đấu, đây sẽ là cú hỏa bạo được tung ra tới từ AQ. Kim Sensei đẩy lùi được Bách Đo về và có được cái trụ thứ hai đường trên của đối phương, nhưng Palevi đang muốn chơi. Anh ta lao vào, anh ta sát được AMP nhưng lượng sát thương của AMP là quá nhiều, tiếp tục bổ sung sát thương đó là AJF. AJF vẫn còn quả cầu băng xương, anh ta đang liên tục hồi phục, anh ta về được rồi. Tiếp tục tấn công đó là vị trí của đó là Nấc. Nấc đang tìm vào người chơi Muwan. Muwan tốc đến bên bờ tường, Muwan tiếp tục bắn vào người của đó là AJF và Muwan lùi về được ở trong pha thi đấu này. Nhưng đội tuyển DG Esports đã gỡ lại được điểm hạ gục của đó là Kim Sensei, và như vậy là 1-2 vẫn có lợi thế dành cho Bacon Time. Maki tiếp tục tấn công, Maki còn rất khỏe và thêm cả sứ mệnh cứu thế đó là Tao X nữa để tìm vào vị trí của Bách Đo. Bách Đo khó về và 3 điểm hạ gục dành cho đội tuyển Bacon Time, cùng với đó là con tà thần xê ra bóng tối. Khi mà DG Esports quyết định là cũng sẽ chơi nhanh để cố gắng theo kịp nhịp độ của Bacon Time thì đó là khi mà chúng ta nhìn thấy kỹ năng của các thành viên đã lên ngôi vô địch tại giải đấu APL được bộc lộ ra. Tưởng chừng như là Muwan sẽ dễ dàng bị bắt lại ở trong tình huống lên cao vừa rồi khi mà cũng không còn lại quá nhiều máu, và Nấc cũng đã có một nhịp đu ban đầu là rất ổn. Tuy nhiên nó vẫn là chưa đủ khi mà quả cầu băng xương của Muwan để outplay là quá đẹp mắt, và rồi sau đó là một tình huống tốc biến qua phía bên kia bờ tường
thoát đi và còn thả diều đủ sát thương để có thể hạ gục thêm một thành viên bên phía của DG Esports nữa. Đây, chúng ta hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Cả Bão Phi Tiêu, cả tình huống giật long diệt của Aoi đều bị outplay hết bởi cú quả cầu băng xương của Muwan, và rồi sau đó tốc biến đi để có thêm cho mình một điểm hạ gục nữa và rút ngắn KDA của mình xuống còn là 1-3 sau 3 lần bị bắt đầu tiên. Đó là đẳng cấp của một trận đó là đẳng cấp của xạ thủ Muwan, một trong những người chơi xạ thủ hay nhất của giải đấu APL Thái Lan. Còn ở khu vực đường dưới này thì một mình Ambi liệu rằng anh ta có thể cân hai được không khi có thêm cả sự trợ giúp của đó là xe đeo một cú long sắt là quá chuẩn xác để khiến cho IF phải lên bảng đếm số. Và bên Tam đã chuẩn bị rất nhiều, họ sẽ tiếp tục tấn công ở khu vực đường dưới này, lao vào đó là Maki tứ quân chạm không phải là quá đẹp để cho Palevi vẫn có thể lùi về được, nhưng đây sẽ là cái trụ thứ hai đường giữa dành cho bên phía đội tuyển Bacon Tam, và họ tiếp tục dồn quân xuống khu vực đường dưới để lấy nốt cái trụ dàn ngoài của bên phía đội tuyển DG Esports. Rõ ràng là Palevi và Omen đã được dồn khá nhiều tâm huyết ở trong ván thi đấu này, nhưng Yena của Maki cũng đang thể hiện được sự khác biệt với 3 điểm hạ gục liên tiếp, và hình như lúc nãy tôi xem là phải hơn 2.000 tiền so với vị trí của Omen rồi. Rõ ràng là những lợi thế về mặt chất tướng của Omen nó sẽ không còn bất kỳ một giá trị gì cả với lượng kinh tế thua thiệt nhiều đến như vậy. Và bây giờ thì với những con xe ra tiên phong này thì lại thêm một lần nữa Bacon Time đang cố gắng tràn vào nhà của DG Esports. Rất khó khăn để phòng ngự tới từ đội tuyển DG Esports, và với 6.000 tiền chênh lệch như thế này, các thành viên của Bacon Time quá thoải mái để tổ chức những tình huống tấn công đơn lẻ hay là tấn công giao tranh 5v5. Rất may là bên phía đội tuyển DG Esports vẫn đang giữ nguyên được 3 cái trụ siêu cấp của mình, nhưng có lẽ là họ sẽ chỉ giữ được nó cho tới khi con xe ra bóng tối tiếp theo xuất hiện ở trên bản đồ mà thôi. Hiện tại thì các thành viên của Bacon Time đang rất xanh xao với lượng tiền là vượt trội hoàn toàn so với cả đối phương của mình. Người đang giàu nhất lại là Maki với 8.700 tiền. Anh ta đã có một cây đây khá đẹp, đó là 301. Và với cái lối lên đồ như thế này thì rõ ràng là Maki vừa có một cái lượng sát thương gây ra là nhiều, vừa có khả năng chống chịu là cực kỳ tốt với Nam Thuẫn cũng như là khiến thất truyền. Và lượng chênh lệch giữa Maki cùng với Palevi đã lên đến con số 3.000. Khi mà hai người chơi cùng một vị trí lại chênh lệch nhau đến 3.000 tiền thì chất tướng là như thế nào thì cũng vậy thôi. Không thể có một cái chất tướng nào vượt qua được lượng kinh tế 3.000 tiền ở thời điểm này hết. Và Taoic cùng với Muwan 2-3 liệu có nổi hay không đây, khi mà Nấc cũng đang rất quyết tâm vẫn nổi khi Muwan đã bắn gục được người chơi đi rừng bên phía đối phương và đang đẩy lùi hai AT về với vòng tay của những người đồng đội. Double kill dành cho Muwan, Taoic vẫn thoát được đi, còn AF thì hết đường về mất rồi. Rất khó để cho AF có thể tạo nên sự đột biến ở trong tình huống thi đấu này. Hai thành viên của DG Esports đã rất nỗ lực nhưng họ cũng chưa thể gục được người chơi hỗ trợ bên phía đội tuyển Bacon Time. Lại là một pha xử lý cực kỳ hay của Muwan, anh ta lựa chọn thời điểm để tốc biến và bắn gục đi Nấc là cực kỳ nhanh, và khi đó cái lượng sát thương đầu ra của DG Esports không còn là quá nhiều để có thể hạ gục được Taoic nữa. Một pha xử lý kỹ năng hay của đội tuyển Bacon Time giúp cho họ có được lợi thế ở hang tà thần xe ra bóng tối, và họ sẽ có được mục tiêu mà mình cần có, thậm chí là họ sẽ ăn cả hai bùa ở trong thể hiện tại khi mà Muwan đang có mặt ở khu vực dưới rồi. Maki bị giữ chặt lại bởi đó là Palevi, anh ta có thêm cả sứ mệnh cứu thế để hỗ trợ, và Kim Sensei cũng đang liên tục xả ra những cái hỏa cầu của mình, nhưng cuối cùng thì Maki đã lùi về được. Maki vẫn hoàn toàn có thể lùi về được, và sau nhịp thi đấu của Maki thì AMNP muốn là người thay ca, đang rất xanh với một KDA đẹp từ Tachi đi rừng. AMNP có một lượng sát thương là vô cùng ghê gớm với lượng tiền 9.600 ở thời điểm này. Trong khi đó thì các thành viên bên phía DG Esports có lẽ là họ vẫn đang đặt nhiều sự hy vọng vào hai AT của DIY, người có một KDA là không xấu, 331 có khoảng gần 8.000 tiền. Chỉ có điều là Muwan cũng đã có đến 9.000 tiền rồi, và bây giờ thì đã là 3-3 rồi chứ cũng không còn là 0-3 nữa, và khi đó thì Capeni hẳn là sẽ có những lợi thế khi đối đầu trực diện với hai AT. Và quan trọng là tuyến trên của bên phía đội tuyển DG Esports đang khá yếu, Palevi cũng như là IF đều lên những cái món trang bị, một vài món trang bị tấn công, và như vậy thì cái khả năng chống chịu của hai con bài này cũng sẽ bị giảm đi khá là nhiều. AMNP đang bị tấn công bởi đó là 4 thành viên của DG Esports, nhưng có thêm cả sứ mệnh cứu thế của Taoic để hỗ trợ cho AMNP, và các thành viên của DG Esports lập tức chạy toán loạn. Palevi bị giữ chặt lại, một cú xoáy tới từ Bucky khiến cho Palevi mất đi một nửa cây máu, và rõ ràng là không còn cơ hội để cho người chơi đường tà thần xê ra của bên phía đội tuyển DG Esports có thể lùi về, và đây có thể sẽ là chiến thắng luôn dành cho bên Việt Nam nếu như họ quyết định tấn công ở trong pha thi đấu này. Và đúng là như vậy, sẽ rất dễ dàng với chiến thắng này thôi khi mà còn rất nhiều xe ra cũng như là lợi thế hơn người ở phía trước. Mất đi mắt bão đến từ vị trí của Anete rồi, nó cũng đã mất đi một nhịp đu quá dễ dàng, và Muwan có được điểm hạ gục onslaught của mình. Đây có lẽ sẽ là những nỗ lực cuối cùng của DG Esports trước khi mà Bacon Time tràn vào và nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu BO5 đầu tiên của ngày hôm nay. Mặc dù ván đấu kết thúc ở phút thiếu thứ 13, nhưng nhìn vào số điểm hạ gục chúng ta có thể thấy được cái độ máu lửa của đội tuyển Bacon Time.
ở trong ván thi đấu này. Họ đang pha mạng liên tục ở ván thi đấu thứ hai khi đối đầu với cả DG Esports. Rõ ràng là Beckenham vẫn đang thể hiện được một cái phong độ quá hủy diệt trước đại diện số 3 của ASL Indonesia, và tiếp tục là những cái nụ cười rất tươi trên khuôn mặt của đội tuyển Beckenham, một ngày dạo chơi của họ, và họ đang lấy tinh thần tốt nhất để có thể là đối đầu với đội tuyển Flash Group ở trong những ngày thi đấu sau đó. Còn với bên phía DG Esports thì tôi nghĩ rằng là ván thi đấu này họ cũng rất đáng khen, và họ cũng bắt đầu cười rồi, không còn là quá căng thẳng nữa. Ít nhất thì họ biết rằng là họ cũng không có cơ hội chiến thắng được đối thủ, thì họ cũng sẵn sàng chơi ở một tốc độ cao. Nó làm tôi liên tưởng đến một đội bóng yếu sẵn sàng chơi đôi công với Manchester City chẳng hạn. Có thể họ thua 10-0 nhưng đằng nào thì nếu như có chơi chậm thì họ cũng vẫn thua thế mà thôi. Chơi nhanh thì sẽ đem đến một thế trận cởi mở và sẽ đem đến nhiều pha xử lý mãn nhãn dành cho các khán giả theo dõi trận thi đấu này. Và ở trong ván thi đấu này thì DG Esports cũng đã nỗ lực làm điều đó. Họ kéo dài thời gian ván thi đấu hơn. Cuối cùng thì đẳng cấp của Beckenham vẫn lên tiếng. Dù cho Muwan cũng đã có giai đoạn bị đối phương cam đến 0-3. Nhưng sau đó thì Muwan cũng đã thể hiện được đẳng cấp của mình với vị tướng Cafe đi. Còn Maki thì cũng đã cho thấy một kèo đấu Jena vượt trội so với Omen. Điều không dễ làm một chút nào cả. Đây đúng là những sự nỗ lực của bên phía đội tuyển DG Esports trong cuộc đối đầu với cả Beckenham. Ở trận đấu đầu tiên thì họ bị hạ gục khá là nhanh chóng, nhưng ở trong trận thi đấu thứ hai này thì họ cũng đã có những kinh nghiệm, bài học được rút ra và kéo dài được thêm trận đấu bằng cách là chơi tấn công khá mạnh mẽ ở trong khoảng thời gian đầu tiên, đặc biệt đấy là tấn công vào vị trí của Muwan. Đây cũng nên là những gì mà đội tuyển DG Esports và tất cả các đội tuyển khác của ASL Indonesia nên làm ở trong những vòng đấu còn lại của giai đoạn về của APL 2022 để cố gắng giành những cái điểm số trước những đại diện là cực kỳ mạnh hơn so với cả đội tuyển của mình. Tôi nghĩ rằng là tất cả các đội tuyển ở chiều dưới thì làm như vậy cũng sẽ là khá ổn, bởi vì meta này chúng ta thấy rằng là nếu như để cho các đội tuyển được đánh giá mạnh hơn, có được những vị tướng mạnh thi đấu theo kiểu snowball thì sẽ rất khó đỡ, và nếu như các đội tuyển được đánh giá thấp hơn họ cũng có tướng mạnh và thi đấu một cách khởi sắc ở trong giai đoạn đầu thì ít nhất họ còn kéo dài thời gian của ván thi đấu và sẽ đem đến nhiều những tình tiết thú vị hơn ở trong game đấu dành cho khán giả chúng ta. Còn với Beckenham thì đúng là họ vẫn đang phô diễn sức mạnh của mình tại một bảng đấu mà có lẽ ít ai có thể ngờ rằng là Beckenham họ sẽ hủy diệt tất cả các đối thủ như vậy. Flash Group đúng là đối thủ nặng ký của đội tuyển Beckenham, nhưng nếu xét về cái thành tích quốc tế hay là những cái phong độ ở trong những mùa giải gần đây thì rõ ràng Flash Group vẫn chưa thể là một đối thủ xứng tầm với cả đội tuyển Beckenham. Và đây sẽ là MVP của ván thi đấu vừa rồi, không còn là Muwan nữa, đó sẽ là thầy Kim Sensei với điểm KDA là 2-1-10. Và lượng sát thương gây ra cũng là 123.000 sát thương. Thực sự là một kết quả cũng không có gì bất ngờ đối với cả thầy Kim, khi anh vẫn đang duy trì được một cái phong độ về cả kỹ năng chơi game cũng như là độ đẹp trai của mình ở ngoài đời. Về KDA thì có lẽ là AMP sẽ nổi bật hơn về Tachi trong ván thi đấu này, nhưng Kim Sensei được chấm 11.1 điểm và giành danh hiệu MVP có lẽ là bởi vì nguồn sát thương quá lớn mà XE đã tạo ra ở trong ván thi đấu này để giúp cho đội tuyển Beckenham lại thêm một lần nữa đã có được chiến thắng trước DG Esports. Mặc dù hai AT của DIY cũng đã rất nỗ lực và đến sau cùng thì lượng sát thương vẫn còn lớn hơn so với Cafeni của Muwan, nhưng chừng đó là không đủ khi mà những vị trí còn lại là lép vế quá nhiều. Khu vực đường dưới thì là khá cân với Cafeni bên kia, nhưng khu vực đường trên, vị tướng Omen mà DG Esports tâm huyết nhất ở trong ván thi đấu này lại thua quá nặng so với Jena của Maki. Vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết trong cái cách cấm chọn cũng như là cách vận hành của đội tuyển DG Esports, nhưng ít ra là họ đã nỗ lực ở trong ván thi đấu vừa qua. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những tình huống đáng chú ý của ván thi đấu này cũng như là nghỉ ngơi một ít phút trước khi quay trở lại với cả ván thi đấu thứ 3. Xin mời. We'll be right back.
Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với ván thi đấu thứ 3 trong cuộc đụng độ giữa đội tuyển DG Esports và Bacon Time. Tỷ số hiện tại đã là 2-0 dành cho đội tuyển Bacon Time rồi, không có gì quá bất ngờ ở trong hai ván thi đấu vừa qua. Nhưng chúng ta cũng đã thấy được rằng là cái phong độ của đội tuyển DG Esports cũng đang bắt đầu đi lên theo từng ván đấu. Đúng là như vậy, khi mà ở trong ván thi đấu thứ 2 thì DG Esports cũng đã có những thứ rất khởi sắc ở trong giai đoạn đầu và cũng đã kéo dài thời gian của ván đấu nhiều hơn so với ván thi đấu đầu tiên, cũng giống như ở trong giai đoạn lượt đi họ cũng đã làm được điều tương tự. Và nếu như ở trong giai đoạn lượt đi ván thi đấu thứ 3 bên phía DG Esports có thể kéo đến tận phút thi đấu thứ 15 thì không biết là ở trong giai đoạn lượt về này họ có thể làm được điều đó thêm một lần nữa hay không, khi mà Bacon Time ở trong ngày hôm nay thì họ cũng đang thể hiện được một quyết tâm rất cao là giải quyết sớm đối thủ để có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những vòng thi đấu tiếp theo khó khăn hơn. Đúng là Bacon Time vẫn đang duy trì được một cái mạch bất bại của mình tại giải đấu APL 2022 năm nay. Họ vừa có tinh thần thi đấu thoải mái, họ vừa có kỹ năng cá nhân cao. Và nhìn vào cái cách mà Muwan thể hiện như thế nào với con bài Caffeine ở trong ván thi đấu vừa qua, khi mà có một KDA là 0-3 thì chúng ta mới thấy được cái đẳng cấp của nhà đương kim vô địch giải đấu APL Thái Lan. Và với cái phong độ như thế này thì rõ ràng để cho DG Esports có được một điểm nhấn ở trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là hơi khó khăn. Những gì mà DG Esports nên làm vẫn là pick một đội hình đủ mạnh ở trong khoảng thời gian đầu game như là ván thi đấu vừa rồi, cố gắng đánh đôi công với cả đối phương của mình ở trong khoảng thời gian đầu game và kéo dài thêm thời gian của ván đấu mà thôi. Cũng giống như các ván thi đấu trước thì thêm một lần nữa DG Esports lại lựa chọn bên xanh để có thể lấy tướng yêu thích của mình. Ván thi đấu thứ hai thì họ rất tâm huyết với Omen, first pick Omen, sau đó thì cấm đi những vị tướng cản trở Omen. Tuy nhiên thì họ lại không nghĩ đến một Yena quá quái vật ở trong tay của Maki, khi đã có những thời điểm Yena của Maki hơn Omen bên phía đối phương đến 3.000 tiền và lao vào combo một chất tướng như Omen cũng khiến cho đấu sĩ của đối phương ngay lập tức phải xây sẩm mặt mày. Đó chính là giá trị của thần đồng Maki, người chơi trẻ tuổi rất nổi bật ở trên đấu trường quốc tế ngay từ thời điểm mới xuất hiện trong màu áo của đội tuyển Baza Gaming. Kể từ đó đến nay thì Maki cũng đã trưởng thành lên khá nhiều về cả vẻ bề ngoài cũng như là thi đấu và danh hiệu nữa. Đã có nhiều danh hiệu quốc nội về tay của Maki rồi, nhưng danh hiệu quốc tế có lẽ là thứ mà Maki vẫn đang vô cùng khát khao. Maki đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những mùa giải vừa qua, và ở trong mùa giải năm nay thì tôi đang rất mong chờ vào cái màn thể hiện của Maki đối với cả những đội tuyển hàng đầu khác ở trên thế giới. Anh ta ngày xưa thì có một cái lối đánh rất là tự tin và chắc chắn với những con bài theo dạng đó là đánh thủ nhiều như là Omen, như là một vài vị tướng tanker khác ở khu vực đường tà thần Seja. Nhưng trải qua nhiều mùa giải thì Maki cũng đã chuyển biến hơn về cái lối đánh của mình bằng việc là đưa vào những con bài đấu sĩ theo dạng tấn công như kiểu là Frankino hay là Yena, thì Maki cũng đang làm càng ngày càng tốt theo thời gian. Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả ván thi đấu thứ 3, ván đấu mà DG Esports vẫn rất thích thú khi lựa chọn bên phần sân chơi màu xanh. Họ đã cấm đi cho mình đó là con bài Thane và Ban Doom, còn với Bacon Time thì đó sẽ là những cái sự lựa chọn có thể được sử dụng ở trong phase 1, đấy sẽ là con bài Elsu. Cấm đi hai trợ thủ mạnh là Thane cùng với Ban Doom, không rõ ý đồ của DG sẽ là gì ở trong ván thi đấu này đây. Họ đã khởi động những lượt cấm của mình khá khác so với hai ván thi đấu trước và nó đang khiến cho Bacon Time cần phải cân nhắc đến những lượt cấm. Họ cấm đi cho mình Elsu và sau đó là Nakroth. Vâng, và cái lựa chọn Nakroth này của bên phía đội tuyển Bacon Time có lẽ là để ngăn chặn bên phía DG Esports hướng tới bộ đôi đang rất bá đạo tại APL của chúng ta, đó là Nakroth và Aya. Khả năng cao là bộ đôi này sẽ bị cấm đi khá nhiều ở trong khoảng thời gian tiếp theo nếu như các đội tuyển vẫn chưa tìm ra được cách để khắc chế. Và sự chọn đầu tiên của bên phía đội tuyển DG Esports đó sẽ là con bài Morgana ở khu vực giữa dành cho Backdoor, và có thể là hướng tới thêm cả Helen ở vị trí hỗ trợ dành cho AJ, và qua đó tạo nên một cái bộ đôi hồi phục rất tốt của mình ở trong khoảng thời gian đầu game cũng như là giữa game. Và để đối đầu với bộ đôi đánh mạnh đầu game như thế này thì Bacon Time cũng cần phải đưa ra những cái sự lựa chọn có đủ khả năng chống trả ở trong khoảng thời gian đầu, và đó sẽ là Annette cùng với cả Joker. Đúng là Helen đã được lựa chọn để có thể kết hợp cùng với Morgana và tạo ra cặp đôi Morgana Helen. Cùng với đó là cấm đi hai vị tướng đem lại nguy cơ bắt lẻ Helen dành cho đối phương là Thane cùng với Ban Doom, thì đây cũng sẽ là những phương án
khá ổn đến từ bên phía của đội tuyển DG Sport. Họ lựa chọn thêm một chất tướng chủ động nữa trong giai đoạn ban đầu, đó là Rioma ở đường tạt thần Seja dành cho Palevi. Trong khi đó thì phương án hóa giải chiến thuật của đối phương mà huấn luyện viên Lee Khan đang muốn áp dụng đó sẽ là ngay lập tức lựa chọn bộ đôi Anete cùng với Joker, những vị tướng có sải tay dài hơn so với tầm hoạt động cơ bản của Mganga. Vừa rồi thì có nhá hàng vào một vị tướng khác nhưng lại đang muốn xoay chuyển sang Richter. Nếu như là Grug thì nó sẽ là một sự lựa chọn thú vị và đáng chờ đợi hơn. Còn nếu như là Richter thì đây sẽ là một sự lựa chọn cơ bản hơn đối với đội tuyển Bacon Tham. Có lẽ là Bacon Tham vẫn đang hướng tới một thế trận hòa hoãn ở trong khoảng thời gian đầu game và lựa chọn những con bài an toàn dành cho Maki ở khu vực đường tạt thần Seja, và hoàn toàn có thể là pick Greg ở trong những sự lựa chọn sau. Nếu như Greg được khóa vào thì cái bài đánh hóa giải Mganga Helen cũng sẽ tương tự như là cái cách mà đội tuyển Sài Gòn Phantom đã dùng, nhưng sẽ có nhiều những cái sự nguy hiểm bởi vì ở khoảng thời gian cuối game nếu như những cú kéo trượt và cái lượng sát thương bị hạn chế của Joker thì cũng sẽ khiến cho Bacon Tham gặp phải đôi chút những cái sự khó khăn khi mà công thành cũng như khi phòng ngự ở trong khoảng thời gian cuối game. Và tới với cả phe cầm thứ hai, Bacon Tham bắt đầu cấm đi những con bài đó là những vị tướng ở khu vực đi rừng của đối phương, đó sẽ là Elandor. Còn DG Esports cũng phải cần hạn chế đi những vị tướng đi rừng có khả năng sốc đam tốt, đầu tiên là Ngộ Không và sau đó có thể sẽ là Quicknack cũng sẽ bị cấm đi. Đúng là như vậy, bên phía DG Esports hướng tới những vị tướng có khả năng bắt lẻ dồn sát thương đơn mục tiêu rất tốt để có thể cấm đi. Trong khi đó thì Bacon lại đang muốn cấm đi những vị tướng có độ cơ động cũng như là khả năng đàn áp tốt. Sau Elandor thì Skirt sẽ tiếp tục là một vị tướng rất mạnh ở vị trí đi rừng trong meta được hướng đến để cấm đi, và Skirt lại còn là một sự khó chịu rất lớn đối với những nguồn sát thương đến từ bên phía Bacon nữa. Ở thời điểm này thì với bộ đôi Joker cùng với Anete thì đây không phải là những sát thương lý tưởng để xuyên qua tanker. Ván đấu này nếu như Bacon Tham lựa chọn Veres ở vị trí đi rừng cùng với đó là con bài Greg ở khu vực đường giữa thì sẽ rất là hay. Với những con bài có thể là dồn sát thương đơn mục tiêu cực kỳ mạnh mẽ và bổ sung thêm những cái lượng hiệu khống chế. Nhưng quyết định của Bacon Tham dường như là đang muốn để cho thầy Kim thể hiện với con bài Rat và đã khóa vào Rat rồi. Tỷ lệ lựa chọn của Rat chỉ là 4,2% ở trong mùa giải năm nay, cùng với đó là tỷ lệ thắng lên tới con số đó là 50%, tức là chơi 2 ván thì thắng 1 ván, và rõ ràng Rat vẫn là một cái giải pháp tình thế cũng khá tốt ở khu vực đường giữa để đối đầu với bể tướng đang rất mạnh ở trong khoảng thời gian đầu game của bên phía đội tuyển DG Esports. DG sẽ hoàn thiện đội hình của mình với thêm hai vị tướng nữa, đó sẽ là Cafeni cùng với Lữ Bố, một đội hình siêu hồi phục đang được họ hướng tới, và đây cũng là những chất tướng có sức mạnh rất tốt ở trong giai đoạn đầu và giữa của ván thi đấu. Trong khi đó thì chúng ta thấy rõ ý đồ của Bacon Tham với Rat, Richter, Joker, ba vị tướng này combo cũng sẽ có thể dồn một lượng sát thương rất lớn ở trong một khoảng thời gian ngắn lên một vị trí, và rất có thể vị trí đó sẽ là Mganga hoặc là Helen để họ có thể ngắt luôn một nguồn hồi phục của đối phương trước những pha giao tranh để đem về những ưu thế cho riêng mình. Bây giờ khi biết sẽ phải đối đầu với Lữ Bố thì không biết là sẽ có phương án đi rừng nào dành cho Amon P đây. Veres cũng sẽ là một sự lựa chọn không tồi ở trong hoàn cảnh này để có thể đối đầu được trực diện với vị tướng này. Nhưng có vẻ như là Bacon vẫn đang tính toán nhiều hơn. Họ đang hướng đến Malok. Vậy thì sẽ là vị tướng nào đi rừng đây? Malok đi rừng chăng? Malok đi rừng hay sẽ là Joker đi rừng, vị tướng mà một đội tuyển Indo cũng đã sử dụng ở vị trí đi rừng hình như là đều qua như tuyển eSports thì phải. Nhưng nếu như là Joker đi rừng thì sẽ khá là hạn chế về mặt cờ liên những con quái rừng, cùng với đó là khả năng gank của Joker cũng hơi khó khăn khi vị tướng này cũng không có quá nhiều những cái hiệu ứng khống chế. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem là đội tuyển Bacon Tham họ sẽ swap lane như thế nào. Vẫn sẽ là Joker đi rừng anh ạ, xạ thủ và Rat rừng. Rat rừng dành cho Amon P. Thực ra nếu như các bạn chơi rank thì việc Rat rừng thì cũng không quá xa lạ nữa. Khả năng dọn lính rừng cũng là rất tốt tới từ con bài Rat, và cái bộ hiệu ứng của Rat cũng đủ để khống chế đối phương cũng như là gây ra rất nhiều sự khó khăn cho đối thủ của mình ở trong khoảng thời gian đầu game. Và chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới màn hình để xem là đội tuyển Bacon Tham sẽ xử lý thế nào trong một cái kèo đấu cũng rất là thú vị này. Hóa ra đây lại là Rat đi rừng của Amon P. Thực sự rất thú vị để xem là nó có thành công hay không đây. Còn Malok lựa chọn để có thể đối đầu với Helen là một phương án không tồi một chút nào. Malok sẽ cố gắng lên cho mình đao truy hồn sớm, cộng thêm với nguồn sát thương chuẩn để có thể xuyên qua được
khả năng hồi phục rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ trong đội hình của DG Esports. Nhưng dù sao thì tôi thấy rằng đây cũng là một đội hình triển vọng của bên phía đội tuyển DG Esports để họ có thể kiếm tìm được một chiến thắng danh dự tại giải đấu APL 2022. Thực ra là ván nào thì đội tuyển DG Esports cũng ban pick rất chuẩn chỉ, họ rất nghiêm túc trong những cái sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên là với phong độ của tuyển thủ, với kỹ năng cá nhân của các tuyển thủ thì đội tuyển DG Esports vẫn chưa thể làm nên những cái điều khác biệt trước Bacon Time hay là cả Flash Group. Còn với Bacon Time thì đây sẽ là một nước đi thử nghiệm của họ với vị tướng Rod đi rừng. Có lẽ là họ sẽ muốn sâu diễn kỹ năng của đó là Amon P, khi mà trong những ngày thi đấu vừa qua thì Muwan cũng như là Kim Sensei thì chiếm spotlight hơi nhiều và Amon P cũng đang muốn thể hiện bản thân mình một chút. Đúng là như vậy, Amon P rõ ràng là cũng rất muốn thể hiện bản thân mình, bởi vì trong giải đấu quốc nội APL Thái Lan thì Amon P cũng là một người chơi đi rừng hết sức nổi bật, thường xuyên được dồn nhiều tài nguyên nhất trong đội hình của Bacon Time và cũng đã có không ít những game đấu gánh đội tuyển này đến với chiến thắng sau cùng. Đây là những tình huống di chuyển đầu tiên ở trong ván thi đấu thứ ba, có thể sẽ là ván thi đấu cuối cùng của trận đấu BO5 này nếu như Bacon tiếp tục giành chiến thắng thêm một lần nữa. Và đây đang là sự lợi hại mà Malok của TauX cố gắng tạo ra khi đối đầu với Merganga và Helen ở trong giai đoạn đầu. Cộng thêm với sải tay dài đến từ Anete nữa thì Merganga của Backdoor cũng sẽ gặp phải những sự khó chịu nhất định. Nhưng DG Esports thì đang muốn tổ chức một tình huống cướp rừng sớm hay chăng, khi mà Backdoor cũng đã tiến vào khu vực rừng bùa xanh của đối phương, nhưng cuối cùng thì lại là quyết định lùi về và clear tới lính ở khu vực đường giữa. Ván đấu này sẽ là ván đấu debut của vị tướng Malok cũng như là của con bài Lữ Bố. Và theo đánh giá của giới chuyên môn thì bên cạnh những vị tướng đang quay trở lại rõ rệt ở trong meta hiện tại như là Tara, như là Nakrod Aya, thì Malok cũng sẽ là một vị tướng rất mạnh và có thể sẽ xuất hiện. Và bây giờ thì Bacon Time sẽ đem nó quay trở lại để có những cái sự thử nghiệm đối với cả đội tuyển DG Esports, để xem là đến giai đoạn sau thì TauX sẽ sử dụng chất tướng Malok này có khủng khiếp hay không, khi mà TauX đang chơi càng ngày càng hay ở những vị tướng trợ thủ có khả năng make play, tạo điểm nhấn cũng như là tạo ra những sự đột biến. Malok là một vị tướng có khả năng tạo đột biến rất lớn với chiêu cuối luyện ngục của mình. Và ở trong đội hình của DG Esports thì họ có khả năng hồi phục tốt, nhưng độ cơ động lại cũng không phải là quá nhiều đến từ bộ ba Merganga, Helen và Kapeni. Với Rat ở vị trí đi rừng trong tay của Amon P thì anh ta sẽ tập trung vào việc cấu rỉa trước, sau đó anh ta mới lao vào với bộ kỹ năng của con bài Rat này. Nhưng DG Esports thì đang có một cái nước đi vẫn là quen thuộc, đó là đánh thẳng vào vị trí của Muwan. Nhưng bây giờ thì Muwan là con bài Joker có khả năng kháng sát thương vật lý, và để tấn công vào Muwan không phải là một điều dễ dàng. Các thành viên của DG Esports đang cố gắng ăn chung đó là con rồng ánh sáng này, và nó sẽ thuộc về cho DIY. Còn Maki thì anh ta sẽ kết hợp cùng với cả Almond P để gỡ lại con tà thần xê ra bóng tối. Và rõ ràng là Bacon Time họ nhận ra là cái sức mạnh của mình đánh ở trong khoảng gian đầu game với cả đối phương sẽ là chưa thể bằng được. Victor là một vị tướng mà Maki chơi rất tốt ở đường tà thần xê ra. Tại giải thi đấu quốc tế gần nhất AIC 2022 thì đã có từng khoảng thời gian mà cứ khi nào bí tướng thì Maki lại chơi vị tướng Victor này. Và đây là sự xuất hiện của Richter nằm trong tay của Maki. Trước đó thì bên phía đội tuyển Bacon đã khai thác thành công vào vị trí của Helen rồi, sau đó thì họ cũng khiến cho Kapeni phải lên bảng điểm số rất nhanh, 2-0 ở khoảng thời điểm trước phút thi đấu thứ ba. Kim Sensei đã có một pha mắt bão là cực kỳ hay để khiến cho AF bị chôn chân ở một khoảng thời điểm quá lâu, và từ đó là đủ để có thể giúp cho TauX cũng như là Muwan dồn sát thương vào người chơi hỗ trợ của bên phía đội tuyển DG Esports. Còn ở khu vực đứng trên thì Maki đang bị phải chịu những sự thua thiệt so với cả NUK và mở ra khoảng trống để cho ba thành viên của Bacon Time cướp đi con bùa đỏ này, và bùa đỏ thuộc về TauX. Với bùa đỏ dưới chân thì những tình huống tấn công của Malok cũng sẽ gây ra thêm những sự nhiễu loạn vào khả năng hồi phục của các thành viên bên phía tập thể DG Esports. Chúng ta có thể thấy rằng là Merganga, Helen, Kapeni vẫn chưa thể tạo ra được một thế ép như mong đợi của đội tuyển đến từ giải đấu ESL Indonesia. Và đây là cú luyện ngục được tung ra rất chuẩn mực để giúp cho Muwan có được điểm hạ gục thứ 3 thuộc về Bacon Time trong ván thi đấu thứ 3 này. Đó là một pha combo rất chuẩn xác tới từ bộ đôi đường dưới của Bacon Time, và đây sẽ là một pha băng trụ hai trang đây. Nhưng tơ lính đã không còn nữa rồi, và bốn thành viên của Bacon Time khả năng cao là họ sẽ chỉ tạo những cái áp lực để khiến cho hai thành viên của DG Esports phải ôm trụ mà thôi. Nhưng AF bị cầu máu quá nhiều lao vào, đó là AMP liên sát thân được dồn vào là quá nhiều khiến cho Backdoor phải lên bảng điểm số. AF cũng đang giạt trụ ra đi, và với bốn người thì có lẽ là AF cũng sẽ khó về ở trong pha thi đấu này. Lại là một điểm mà cũng nữa dành cho vị trí của TauX. Bây giờ thì NUK mới tới, NUK đơn thân độc mã như thế này thì không có nhiều cơ hội, NUK phải lập tức lùi về. Còn ở khu vực đường trên vừa rồi thì Bucky cũng đã solo kill thành công người chơi đường trên, đó là Palevi. NUK bị đánh quá đau bởi một cú quạt quỷ kiếm của TauX. Rõ ràng là cái sức mạnh của bài Malok đang
thực sự là rất nhiều ở trong meta hiện tại. 203 đóng góp vào 5 trên 6 điểm hạ gục của toàn đội tính đến thời điểm này. Đó là dấu ấn mà Tao X đang để lại cùng với một Malok lên đam. Sau món trang bị trợ thủ liệt hỏa thì chắc chắn là đao truy hồn sẽ là món trang bị tiếp theo mà Malok hướng lên để giảm đi khả năng hồi phục rất nhiều đến từ đội hình của đội tuyển DG Esports. Nhưng một đội hình siêu hồi phục đến từ DG Esports lại đang chưa thể tạo ra được sự chủ động như mong đợi của họ khi vấp phải một con Malok thật sự là vô cùng dũng mãnh. Trụ đường dưới đã có dễ dàng dành cho bên phía đội tuyển Bacon Time, và với 6-0 về điểm hạ gục cùng với 3.000 tiền chênh lệch như thế này, đây hứa hẹn sẽ là một bàn đấu khá dễ thở dành cho tuyển Bacon Time. Tiếp tục là một pha tấn công nữa vào vị trí của Nấc, và Nấc thực sự là đang vô tác dụng ở trong ván thi đấu này khi anh ta chỉ có farm và sau đó bị nằm xuống bởi những pha tấn công đơn lẻ của đội tuyển Bacon Time mà thôi. Bacon Time đang chia người ra để tấn công ở cả cánh trên và cánh dưới. Ba thành viên của Bacon Time quá thoải mái trong việc áp sát vào cái trụ này. DIY vừa lên thì lập tức bị dính bom cười của Muwan và phải lùi về, nhưng rất may là với sự hồi phục tốt tới từ Backdoor cũng như là IF thì bộ 3 bên phía đội tuyển DG Esports vẫn phòng ngự được cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới. Nhưng rõ ràng là khi mà phải bị đẩy lùi về thế phòng ngự như thế này thì nó cũng không phải là ý đồ ban đầu của đội tuyển DG Esports. Còn Maki solo kill cung với Palevi. Maki đã sử dụng cho mình công thủ toàn diện để né được sát thương đến từ trụ trong tình huống vừa rồi và không phải nằm xuống, vẫn chưa bị shutdown với KDA là 3-0-0. Sau khi lên thành công đao truy hồn thì món trang bị tiếp theo mà Maki hướng lên dành cho Richter đó sẽ là cái áo choàng thần Ra. Vẫn là một cái lối lên đồ rất an toàn của người chơi đường tám thần Seja bên phía đội tuyển Bacon Time. Còn ba thành viên này của Bacon Time sẽ có được cái trụ đường giữa khá dễ dàng, không còn nhiều công cụ để phòng ngự tới từ các thành viên của DG Esports. Và nếu cứ đánh như thế này thì có lẽ trận đấu sẽ không thể kéo dài tới phút thi đấu thứ 10 mất, khi các thành viên của DG Esports bây giờ họ quá yếu, khả năng hồi phục, khả năng tận dụng chất tường đánh đầu game của họ cũng đang là cực kỳ hạn chế. Và Muwan với AMP thì đang rất lớn theo thời gian, cùng với đó là cả Tao X nữa. Ván thi đấu này thì chúng ta chờ đợi nhiều vào sự lựa chọn Rat đi dừng đến từ vị trí của AMP, nhưng có lẽ đây cũng chỉ là kép phụ khi mà Malok của Tao X đang làm quá tốt cùng với bộ đôi là Joker của Muwan cũng như là Anete của Kim Sensei, thì bộ ba này đang thực sự tạo ra những sức ép quá lớn lên đội hình của DG Esports. Và chỉ cần ba người thôi đã đủ khiến cho toàn bộ đội hình của DG không thể làm gì được nữa rồi. Bây giờ thì Rat của AMP xuất hiện thêm ở đây để đẩy mạnh thêm sức ép, nhưng từ đầu đến giờ tôi cứ nhìn AMP đã đấm chân không toàn trượt thôi. Có vẻ như anh ta cũng ít khi có dịp sử dụng vị tướng Rat này ở vị trí đi rừng trong những trận đấu chuyên nghiệp, và anh ta cũng đang gọi là muốn thể hiện, muốn làm quen với cả vị tướng Rat này ở vị trí đi rừng thôi. Đúng là đá cú đấm chân không toàn trượt thôi. Từ đến giờ tôi cũng chưa thấy một pha nào trúng vào người của các thành viên bên phía đội tuyển DG Esports cả. Còn ở khu vực đường dưới này thì đây là vị trí của Maki. Maki đang muốn cân hai nhưng có vẻ như là hơi khó, anh ta không có tốc biến nữa và Maki sẽ phải nằm xuống ở đây không kịp hỗ trợ Maki. Đấy là A1P Tao X cũng như là Kim Sensei, và đó sẽ là điểm hạ gục đầu tiên dành cho đội tuyển DG Esports ở phút thi đấu thứ 7. Sau khi mà Maki đã đâm trượt cú chặt và chém đầu tiên thì Maki đã không còn cơ sở nào để có thể thoát đi được giữa vòng vây của hai thành viên bên phía đội tuyển DG Esports như vậy, và đó là điểm hạ gục đầu tiên mà DG Esports lấy về được ở trong ván thi đấu này, và qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-7 cũng như là họ cũng đã bóc được cái trụ đầu tiên ở khu vực nửa dưới bản đồ của đối phương luôn. Nhưng Kim Sensei, AMP và Tao X thì đang đi lùng các thành viên của DG khi mà họ đã dâng lên cao. Các thành viên của DG đang tập hợp lại với nhau, còn ở đây thì Bacon Time tạm thời chỉ có 3 người, đợi thêm Muwan nữa là 4. AMP đang rất tấp máu rồi, đang cần phải lùi về mới lên thanh được xảy ra nhưng vẫn chưa đủ sát thương. Luyện ngục là quá đẹp và đây là một Malok quá hay đến từ Tao X. Sự lựa chọn Malok này cũng đã là rất chất lượng về mặt cấm chọn rồi, nhưng màn trình diễn của Tao X với Malok thì nó còn ấn tượng hơn thế nữa. Mỗi quạt quỷ kiếm của Tao X gây ra khoảng 2.000 cho tới 2.200 sát thương chuẩn. Thực sự là cái lượng sát thương chuẩn mà Malok có thể gây ra ở trong meta hiện tại là không thể đùa được. Vừa có khả năng chống chịu, vừa có khả năng gây đam như vậy, và những cái chiêu thức mà Tao X sử dụng cũng là cực kỳ chuẩn xác để giúp cho Bacon Time có những pha phản công sắc lẹm ở trong những tình huống thi đấu vừa qua. Và đương nhiên họ sẽ có được con rồng này mà không gặp phải bất cứ một cái sự cản trở nào tới từ đội tuyển DG Esports cả. Hiện tại thì lượng tiền của Tao X thậm chí là còn ngang bằng so với cả người chơi Kim Sensei, và anh ta đang muốn hướng tới món trang bị tiếp theo thiên hướng tấn công và khả năng cao đó sẽ làm quyền anh Fenrir. Không chỉ là ngang tiền với người chơi đường giữa mà thậm chí là Tao X cũng ngang ngửa tiền với người chơi đi rừng luôn. Ván thi đấu này thì AMP cũng hơi báo với Rat có được duy nhất một điểm hạ gục và đấm toàn trượt kể từ đầu đến giờ, cũng không tham gia thật sự quá nhiều và góp phần vào những tình huống thi đấu đàn áp của bên phía đội tuyển Bacon. Nhưng ít nhất thì anh ấy còn có cái ADA là đẹp hơn rất nhiều so với Nấc ở phía bên kia. Lữ bố của Nấc từ đầu ván đấu đến giờ cũng chưa thể làm được bất kỳ một điều gì cả ngoài việc lên bảng đếm số rất nhiều.
Nấc đúng là sẽ cần phải nỗ lực nhiều quá thì mới có thể là chơi lại được so với cả MNP. Anh ta chưa có bài lưỡng bố, một vị tướng áp lực đầu game rất mạnh mẽ, nhưng với việc là đường nào cũng thua như thế này thì cũng khó để trách Nấc được là anh ta cố gắng tạo nên một cái điều gì đó ở trong những cái thi đấu vừa qua. Đây sẽ là pha ép trụ sức đầu tiên của bên phía đội tuyển Bacon Time, nhưng không có xe ra. Còn Backdoor đã bị nằm xuống ở vị trí ngay cái chỗ sức đường giữa bằng những cú cấu rỉa từ xa của Kim Sensei và AMP thì phải. Đúng là như vậy, đó là một cú đấm tốt đến từ AMP kết hợp thêm với đùa sốc nữa, hai chiêu thức trúng cùng một lúc, và ngay lập tức thì Backdoor lên bảng đếm số và chưa dừng lại ở đó. Khi mà thành viên bên phía Bacon đang muốn băng trụ mà không cần lính ở trong tình huống thi đấu này, luyện ngục đã được tung ra rồi, Palevi cùng với Nấc cũng đều rất thấp máu và cả DIY nữa, nhưng họ vẫn an toàn. Còn bên phía Bacon thì hài lòng lùi về, họ sẽ đẩy dễ thôi những con xe ra tiên phong của đối phương. Và ở phút thi đấu thứ 10 thì khoảng cách về lượng tiền nó ở con số đâu đó 6.000 tiền chênh lệch. Trong đó rõ ràng là khoảng cách giữa hai người chơi trợ thủ đang khiến cho bộ đôi Cafeni Helen của bên phía DG Esports gần như mất hết phép ở trong ván thi đấu này. Tôi đang tính toán xem là nếu như Tao X hoàn thiện cho mình đó là một cái nanh Fenrir thì mỗi lần quạt quỷ kiếm của anh ta sẽ gây ra được bao nhiêu sát thương. Có lẽ là khoảng gần 3.000 sát thương chuẩn được gây ra sau một tình huống quạt quỷ kiếm của con bài Maloc này. Và nếu như vậy thì rất khó để cho tuyển DG Esports có thể đánh bại được con bài Maloc. Vừa rồi chúng ta thấy một cái cú quỷ kiếm 2.850 sát thương chuẩn vào người của Palevi. Rõ ràng cái lượng sát thương chuẩn mà vị tướng Maloc này gây ra ở trong meta hiện tại đúng là không thể đủ được một cú đùa sốc được ghim thẳng vào người của đó là Backdoor, và lập tức tiến Backdoor lên bản điểm số. Đó là vị trí của Mugwan. Merganga, Cafeni và Helen của bên phía DG Esports đang được kiểm tỏa một cách rất tốt. Và khi mà những cú đấm chân không của AMP đang đạt được độ chuẩn xác cao hơn thì nó cũng đã khiến cho DG Esports gặp phải nhiều khó khăn hơn rất nhiều. Một quạt, một đường linh siêu cấp và thêm một quạt nữa đến từ cú quỷ kiếm của Tao X. Bên phía DG Esports chỉ còn lại 3 người trên bản đồ mà thôi, và có lẽ đây sẽ là thời điểm thích hợp để bên phía Bacon Time tiến vào và kết liễu trận thi đấu này. Rất khỏe, đây sẽ là sự trở lại của con bài Maloc để đối đầu với những vị tướng đang lên ngôi ở trong meta hiện tại rất trâu bò như kiểu là Tara. Và đây sẽ là những tình huống cuối cùng ở trong ván thi đấu này khi các thành viên của Bacon Time tiến vào và như chỗ không người vậy, Maki lùi ra được rồi, anh ta lấy điểm bản cục của đó là Nấc, và sau đó là luyện ngục hất tung được 3 thành viên của Tao X, không còn cơ hội nào dành cho DG Esports nữa, và sẽ chiến thắng 3-0 dành cho đương kim vô địch của ABL Thái Lan. Bacon Time sẽ chắc chắn là 3-0 dành cho bên phía của Bacon Time, dù cho Mugwan chơi đùa thêm một chút và bị shutdown nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến chiến thắng chung cuộc của đội tuyển này. Một chiến thắng nhẹ nhàng, đơn giản, thể hiện được thực lực từ cả phần kỹ năng đến phần cấm chọn của nhà đương kim vô địch của giải đấu Thái Lan APL. Ngày hôm nay thì họ lại còn có một bộ trang phục mới nữa, nhìn chung là một màn trình diễn thành công, qua đó sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng của mình tại bảng đấu nơi có sự xuất hiện của DG Esports và Flash Group. Mặc dù khá bao với con bài Rat nhưng AMP đoạn đầu thôi, rất tươi cười. Rất tươi cười. Rõ ràng là AMP chơi cái bài Rat này để thể hiện kỹ năng cá nhân của mình, nhưng anh ta có vẻ như là chưa có nhiều thời gian để trải nghiệm vị tướng Rat đi rừng, nên là cũng chưa có màn để có xuất sắc. Nhưng chúng ta cũng chờ đợi ở trong những vòng đấu sau đó thì có thể là AMP sẽ có những dịp thể hiện với những vị tướng độc và lạ hơn ở vị trí đi rừng. Nhưng điểm nhấn ở trong ván thi đấu này chắc chắn là con bài Maloc trong tay của Tao X, một sự trở lại mạnh mẽ của một vị tướng có lẽ là đã tạo nên thương hiệu của mình trong những giải đấu quốc tế. Và với sự trở lại này thì rõ ràng là các đội tuyển sẽ có những sự nghiên cứu để đem vị tướng Maloc vào khắc chế những bài đánh đang rất mạnh ở trong meta hiện tại. Xin chúc mừng chiến thắng của Bacon Time thêm một lần nữa. Tôi đang để ý vào dòng chữ sau lưng chiếc áo mà các thành viên bên phía Bacon Time mang thì hình như đằng sau là Nice to meet you thì phải. Đó là rất vui được gặp bạn à. Hình như là tôi nhìn thấy là Nice to eat you à? Eat à? Không phải là meet à? Nhỉ? Tại vì tôi không thấy chữ M ở đấy. Thì chúng ta sẽ cùng xem lại xem là ở đằng sau lưng các tuyển thủ Bacon Time đó sẽ là dòng chữ gì. Còn đây là những cái bắt tay đầy thân thiện đến từ Mugwan và những người đồng đội của mình đối với đối thủ DG Esports, một đối thủ không quá khó đối với đại diện hạt giống số 1 của giải đấu APL Thái Lan. Huấn luyện viên Lee Kan cũng đã thể hiện được tài năng ở phần cấm chọn trong ván thi đấu cuối cùng với một con bài Maloc rất chất lượng dành cho vị trí của Tao X. Sau khi nhìn kỹ thì có vẻ như cái dòng chữ phía sau được từ Bacon Time là Nice to eat you. Nó là một cái phép ẩn dụ khi mà Bacon Time là những chú heo, đúng không? Những chú heo thì ăn rất là nhiều và họ cũng đang ăn thịt những đối thủ cùng bảng đấu của mình. Rõ ràng là Bacon Time đang thể hiện được đúng phong độ của đương kim vô địch của giải đấu APL Thái Lan sau 3 trận toàn thắng vừa qua. Và với những điểm số như thế này thì họ cũng sẽ
có được cho mình đó là vị trí nhất bảng không quá khó khăn ở bảng đấu D này. Thật ra thì đối với đội tuyển Bacon Time thì trong những lần ra quốc tế gần đây nhất thì trong giai đoạn vòng bảng lúc nào họ cũng thể hiện một bộ mặt đáng sợ như thế này. Nhưng vấn đề của Bacon Time có lẽ sẽ là vòng đấu BO7. Khi mà ở trong những giải quốc tế gần nhất thì cứ đến loạt trận BO7 thì cảm giác là Bacon Time rất hụt hơi so với giai đoạn vòng bảng, dù cho họ cũng đã được đánh giá rất cao và cũng có rất nhiều những màn trình diễn ấn tượng để đứng ở những vị trí cao ở sau giai đoạn vòng bảng của các giải đấu quốc tế. Nhưng vòng đấu BO7 mới là nơi mà Bacon Time sẽ cần phải chứng tỏ được thực lực và giữ nguyên được phong độ cao nếu như muốn có được một thành tích tốt hơn tại giải đấu APL 2022 diễn ra tại Việt Nam lần này. Khi theo dõi hành trình của đội tuyển Bacon Time ở trong những mùa giải vừa qua thì tôi nghĩ rằng là họ cũng đã có được nhiều kinh nghiệm và có được cái bản lĩnh thi đấu tại những trận đấu BO7 hơn. Và chắc chắn rằng là trong giải đấu APL 2022 năm nay thì Bacon Time cũng đã có những cái sự chuẩn bị để đối đầu với những đối thủ rất mạnh ở trên thế giới trong những cái kèo đấu BO7 đó. Và quan trọng nhất, một điều mà tôi đánh giá khá cao của đội tuyển Bacon Time là ban huấn luyện của đội tuyển này đã chuẩn bị một cái tâm lý, một cái tinh thần vui vẻ dành cho tất cả các tuyển thủ. Tôi còn nhớ rằng ở trong những mùa giải trước khi mà thắng hay thua thì khuôn mặt của các đội tuyển Bacon Time, các thành viên của đội tuyển Bacon Time vẫn có gì đó rất là đăm chiêu, rất là suy nghĩ và trầm tư. Nhưng ở mùa giải hôm nay thì bất cứ một trận đấu nào, kể cả thắng hay thua thì họ vẫn đều có những cái nụ cười cực kỳ vui vẻ. Và với những người trẻ như thế này, cái tâm lý thi đấu thoải mái chắc chắn họ sẽ bùng nổ hơn nữa ở trong phần còn lại của mùa giải. Đây là Tao X ăn mừng với động tác quạt quỷ kiếm với vị tướng Malok cùng điểm số là 13.0 trong ván đấu mà người chơi trợ thủ của Bacon Time đã có KDA lên đến 5.09, tạo ra khoảng gần 80.000 sát thương và cũng sở hữu một lượng tiền rất lớn ở vị trí trợ thủ. Tao X là một chàng trai rất trẻ của bên phía đội tuyển Bacon Time và anh ta đang có một cái tương lai hứa hẹn khi được đánh cặp cùng với cả một người chơi có kinh nghiệm, đó là Muwan. Rõ ràng Tao X cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều và ở trong một giải hôm nay thì anh ta cũng đang đem tới những cái bể tướng tấn công ở khu vực hỗ trợ cũng khá là đa dạng, như kiểu là Veres hay là vị tướng Malok ở trong ngày thi đấu hôm nay. Nhìn vào những cái thông số này thì có lẽ cũng không cần phải phân tích quá nhiều khi đội tuyển Bacon Time đã có một ván đấu vượt trội hơn rất nhiều so với cả đại diện tới từ Indonesia, đó là DG Esports. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ không có bất ngờ gì cả, cũng không kéo dài được quá lâu khi mà Bacon Time cũng đã đánh cực kỳ chuẩn form. Đúng là như vậy, và ở ván thi đấu thứ 3 này thì bên phía DG Esports không giống như lượt đi, họ cũng đã không thể kéo dài thời gian được nữa rồi. Nhưng mà chỉ cần chưa đến 12 phút, Bacon Time cũng đã dứt điểm ván đấu và qua đó thì ấn định tỷ số 3-0 trong trận đấu BO5 đầu tiên của ngày hôm nay. Ngay sau trận thi đấu này sẽ là một trận đấu nữa có sự góp mặt của một đại diện đến từ giải đấu APL Thái Lan, đó chính là KFC Talon. Họ sẽ gặp lại Biker Topia Esports trong trận đấu để bảo vệ vị trí dẫn đầu bảng tử thần của mình. Và sau đó nữa thì sẽ là trận đấu mà chúng ta hy vọng Sài Gòn Phantom cũng có thể giành chiến thắng được trước Mad Team trước khi đến với trận đấu cuối cùng trong ngày, đó sẽ là trận đấu giữa Buram United Esports, chính xác là trận đấu giữa VGaming và DY United Esports. Có thể nói là ngoài trận đấu đầu tiên này khá là tranh lệch về mặt trình độ ra thì cả ba trận đấu còn lại thì đều cũng rất đáng xem, trong đó có hai trận đấu của đại diện Việt Nam VGaming cũng như là Sài Gòn Phantom, và cuộc đối đầu rất thú vị ở bảng A giữa KFC Talon và đội tuyển Bikertopia Esports. Nhìn vào thế cục của bảng A thì rõ ràng là cái cơ hội dành cho VGaming không còn phải là quá nhiều nữa, nhưng tôi vẫn mong chờ một điều gì đó thần kỳ dành cho đội tuyển Boxing Minh bằng cách là đội tuyển KFC Talon có một chiến thắng vượt trội hơn so với cả Bikertopia ở trong ngày thi đấu hôm nay. Đúng là nếu như trong trường hợp mà KFC Talon toàn thắng trước Bikertopia Esports thì khi đó thì cũng sẽ mở ra thêm một chút điều gì đó, nhưng quả thật là sẽ cần phải có một tôi nghĩ rằng là một điều thần kỳ, mới có thể giúp cho đội tuyển Box Gaming vượt qua được bảng đấu tử thần sau hai ngày thi đấu đầu tiên tương đối nặng nề với những kết quả thua cũng như là với những thế trận thua khá đậm đà trước các đại diện mạnh của hai giải đấu là GCS và APL. Chúng ta đang được nhìn thấy những diễn biến cuối cùng ở trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Bacon Time trước DG Esports, một chiến thắng dễ dàng, nhẹ nhàng, thể hiện được nhiều thứ của bên phía Bacon Time. Còn đối với DG Esports, mặc dù cũng đã rất nỗ lực và nghiêm túc, nhưng năng lực không cho phép họ có thể tạo ra được nhiều bất ngờ hơn. Với việc ở trong một bảng đấu cũng khá dễ dàng như thế này thì rõ ràng là đội tuyển Bacon Time vẫn đang thể hiện được cái phong độ của đương kim vô địch của giải đấu APL Thái Lan. Và có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước khi tới với cả trận tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay giữa hai đội tuyển KFC Talon và đội tuyển Bikertopia Esports.